Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2576, Tam sinh tam thế 2. Trương đại quan nhân có thể toàn vẹn sau khi 11 quả bom cùng phát nổ, sao phải e ngại vũ khí lạnh thời cổ này, hiện giờ hắn đã sớm thông hiểu đạo lý của đại thừa quyết, phóng mắt khắp đại tùy đã không còn ai là đối thủ của hắn, hắn muốn đi thì có ai có thể cản được hắn. Sau khi ra khỏi tùy cung, Trương đại quan nhân tới thuyền hoa của Xuân Tuyết Tình, thuyền hoa vẫn còn, nhưng Xuân Tuyết Tình lại đã người đi nhà trống. Trương Dương mang đứa trẻ ra khỏi tùy đô, hắn không phải thực sự muốn cướp con trai của Lan Quý Phi, điểm xuất phát lúc đó, một là khiến Dương Quảng ném chuột sợ vỡ đồ, hai là muốn Lan Quý Phi có cố kỵ, không thể tùy tiện thay đổi lịch sử, ai ngờ rằng khi hắn thay tã cho đứa nhỏ, mới phát hiện trong tã lót của nó không ngờ có giấu một phong huyết thư, bên trên viết kính nhờ, ký tên viết hai chữ Văn Linh. Trương đại quan nhân giờ mới hiểu thì ra Văn Linh quả nhiên cùng mình về lại thời tùy. Ý thức của cô ta cuối cùng cũng trở về bản thể, từ phong huyết thư này cho thấy, Văn Linh đã tính ra mình sẽ cướp đi đứa nhỏ của cô ta, cũng cho thấy cô ta có ý đồ giao đứa nhỏ cho Trương Dương mang đi dưỡng dục. Trương Dương không biết Kim Văn Linh liệu có tiếp tục báo thù Dương Quảng hay không, lịch sử rốt cuộc có bởi vì bọn họ trở về mà thay đổi hay không. Trương Dương mang đứa trẻ cho nhà lão hữu Chu Trạch Văn, vợ chồng bọn họ kết hôn nhiều năm mà không có con nối dòng, đối với điều này tất nhiên là rất vui sướng. Trương đại quan nhân sau khi giải quyết xong chuyện này thì lại bước trên con đường đi tìm dấu vết ngày xưa. Trở lại thế giới quen thuộc này, Trương đại quan nhân lại không tìm thấy bất kỳ cảm giác trở lại nào, toàn bộ thế giới đều trở nên xa lạ. Mỗi khi đêm khuya nằm mơ, khuôn mặt của Sở Yên Nhiên, Tần Thanh, Kiều Mộng Viện, An Ngữ Thần thay nhau hiện lên trong đầu hắn. Trương Dương biết, hắn cuối cùng hoàn toàn trở về quá khứ, nhưng hắn lại không thể khoái hoạt. 7 ngày sau, dưới núi Thanh Đài xuất hiện một con tuấn mã. Một người mặc áo lông chồn màu đen, dáng người cao to phóng ngựa rong ruổi trong cánh đồng tuyết, người này chính là Trương đại quan nhân tới núi Thanh Đài để nhớ lại quá khứ. Thời tùy xung quanh núi Thanh Đài yên tĩnh không bóng người, càng tới gần núi Thanh Đài, càng cảm thấy nơi này trống trải tịch liêu. Khi đi qua cốc Xuân Hy, Trương Dương không khỏi nhớ tới chuyện xưa lãng mạn kiều diễm của hắn và Tần Thanh năm đó phát sinh ở suối nước nóng này. Ký ức rõ ràng biết bao, nhưng người xưa đã ở một thời không xa xôi khác rồi. Với sự kiên cường của Trương đại quan nhân, cũng không khỏi rơi nhiệt lệ anh hùng. Trong trời tuyết, khi Trương Dương dựa vào trí nhớ ngày xưa tới đỉnh Thanh Vân, thì sắc trời đã hoàn toàn tối, lúc này vẫn chưa có Thanh Vân trúc hải vô biên vô hạn, càng không có mã phỉ chiếm núi làm vua. Trương đại quan nhân đứng trên tuyết nhìn lên đỉnh Thanh Vân so với trước đây thì tựa hồ không hề có bất đồng quá nhiều, ngàn năm tang thương, vật đổi sao rời, không hề có nhiều thay đổi ở nơi này. Dọc theo đỉnh Thanh Vân chậm rãi đi lên, Trương Dương nhìn thấy sạn đạo dọc quanh theo ngọn núi đi lên, trước thời tùy, trên đỉnh Thanh Vân đã có người ở rồi. Trăng rằm chậm rãi nhô lên, Trương đại quan nhân đã không nhớ nổi hôm nay là ngày mấy, nhìn trăng, hắn tựa hồ nhớ tới gì đó, nhưng trí nhớ trong đầu lại rất mông lung, hắn chỉ có thể nhớ nổi một vầng trăng tròn. Đỉnh Thanh Vân vẫn chưa có đạo quan, cổ mộc cao vút, Trương đại quan nhân tìm được cây cổ thụ ngàn năm trong Tử Hà Quan. Lúc này cây cổ thụ chỉ có 8 vòng, nhớ tới cảnh những năm sau phải 3 người mới ôm được hết, Trương đại quan nhân càng cảm thấy thổn thức. Làm bạn với Trương đại quan nhân chỉ có gió núi và ánh trăng, hắn xoay người nhìn về phía nơi Trần Sùng Sơn ở, lại ngạc nhiên thấy nơi đó không ngờ có một căn nhà đá, ánh đèn màu cam từ cửa sổ chiếu ra, mặc dù ở trong núi hoang thì rất lẻ loi, nhưng ánh đèn đó lại khiến nội tâm đang cô độc bi thương của Trương Dương dấy lên một tia ấm áp nói không nên lời. Trương đại quan nhân đi về phía ánh đèn ấm áp, tới trước nhà đá, nhưng lại bỗng nhiên trở nên do dự, hắn đối với trong đó tồn tại quá nhiều hy vọng, nếu như đáp án lộ ra, xong lại không như mình mong muốn, đến lúc đó hắn sẽ như thế nào? Trương Dương lẳng lặng đứng trong tuyết, qua hồi lâu, bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng két một tiếng mở ra, liền thấy một cô gái từ trong nhà đá đi ra, cô gái đó mặt như vẽ, phong thái hiểu điệu, giống như đóa hoa bách hợp lẳng lặng xuất hiện dưới ánh trăng. Đôi mắt sáng như hồ sâu nhộn nhạo lệ quang như ánh trăng, không phải Trần Tuyết thì là ai? Hai người cứ như vậy đứng trên tuyết, anh nhìn tôi nhìn anh, sau đó đồng thời lao về phía đối phương, Trần Tuyết ngả vào lòng hắn. Chỉ có ở dạng thời không này, bên trong núi vắng này, cô ta mới triệt để buông xuống sự rụt rè và thanh cao ngày xưa, toàn tâm toàn ý biểu đạt tình yêu đối với Trương Dương. Trương Dương nâng mặt cô ta lên, nhìn nước mắt giống như trân châu trên mặt cô ta. Nói khẽ, nói cho anh biết, em rốt cuộc là Trần Tuyết hay là Tuyết Tình? Trần Tuyết dưng dưng nói, có phân biệt ư, em vẫn là em, anh vẫn là anh.
Trương Dương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm nhẹ như cánh chim của cô ta, ánh trăng dung hợp thân ảnh của hai người với nhau, giống như bọn họ vốn nên là như vậy, giống như bọn họ chưa bao giờ tách rời. Trần Tuyết kéo tay Trương Dương, dẫn hắn vào trong nhà đá, bên trong lò lửa đang cháy rực, ấm áp như xuân. Trương Dương cởi áo lông chồn, nhìn trang trí bên trong, tràn ngập bối rối, em sao lại tới đây? Trần Tuyết nói, anh còn nhớ tình cảnh mình sau khi bị nổ không? Trương Dương gật đầu, sờ sờ ngay trước mặt, chỉ là tình cảnh sau khi bị nổ thì anh quên sạch. Trần Tuyết cười cười, ngồi bên cạnh hắn, Trương Dương ôm vai cô ta, nghe cô ta kể lại tất cả kinh lịch sau khi mình gặp vụ nổ, sau khi Trương Dương nghe thấy mình đã bị tuyên cáo tử vong não. Lập tức thở dài không thôi, lại nghe thấy hải như biển của chư vị hồng nhan đối với mình, ánh mắt không khỏi trở nên ươn ướt, chờ Trần Tuyết kể hết. Trương đại quan nhân tràn ngập kinh ngạc nói, em là nói. Anh và em, Văn Linh cùng nhau xuyên qua thời không về tới Đại Tùy. Trần Tuyết gật đầu, không sai, nói ra thì phải cảm tạ Văn Linh, nếu như không phải có cô ta, em cũng không biết nên cứu anh như thế nào, khối bản dập nghịch chuyển càn khôn đó ẩn chứa bí mật xuyên qua năng lượng thời không. Cô ta lại kể mình sau khi Trương Nhất Trâm chết thì mình tuẫn tình tự sát, rồi xuyên qua tới người Trần Tuyết như thế nào. Trương Dương nói, nhưng rõ ràng là ba người chúng ta cùng nhau xuyên qua, tới Đại Tùy vì sao lại không ở cùng một chỗ. Còn nữa, Văn Linh biến thành bộ dạng của Lan Quý Phi, nhưng vì sao bộ dạng của hai người chúng tôi không có biến hóa, mà trong mắt người khác lại đều cho rằng hiện tại anh vẫn là Trương Nhất Trâm. Anh nhớ rõ lúc trước bộ dạng của anh không phải là như thế này. Chương 2577, Tam Sinh Tam Thế 3. Trần Tuyết nói, có một số việc, em cũng không giải thích rõ được, có thể là trong quá trình xuyên qua thời không, luôn sẽ có chút biến hóa, lần này Văn Linh về trạng thái trước đây. Nhưng chúng ta vẫn duy trì bộ dạng ở những năm 90 thế kỷ 20, có lẽ có liên quan tới chúng ta đều có võ công, còn võ công của Văn Linh thì bị anh phế đi rồi. Trương Dương kể lại chuyện xảy ra ở Tùy Cung với Trần Tuyết. Hắn thở dài, anh hiện tại lo lắng nhất chính là Văn Linh giết Dương Quảng. Trần Tuyết lắc đầu, cô ta sẽ không, cô ta không thay đổi được lịch sử, Tùy Dương Đế cũng sẽ không chết trong tay cô ta đâu. Trương Dương nói, anh đã giao con trai của cô ta cho một vị bằng hữu nuôi nấng, hai vợ chồng bọn họ không có con. Nhất định sẽ đối xử tử tế với đứa nhỏ đó, kỳ quái là, Văn Linh tựa hồ biết anh sẽ làm như vậy, hơn nữa hy vọng anh mang con trai của cô ta đi. Trần Tuyết nói, trải qua phiên luân hồi này, có lẽ cô ta thực sự có thể hiểu ra. Trương Dương nói, Tiểu Tuyết, chúng ta còn có thể trở về hay không? Đây thật ra cũng là chuyện Trương đại quan nhân quan tâm nhất. Trần Tuyết từ trong thùng gỗ lấy ra khối bản dập nghịch chuyển càn khôn đó, muốn xuyên qua thời không. Bản dập, sinh tử ấn, ngày 15 trăng tròn, thiếu một thứ cũng không được, em biết rồi sẽ có một ngày, anh sẽ trở về, với tính tình của anh nhất định không chịu nổi tịch mịch, càng sẽ không yên lòng về thân nhân ở bên đó. Trương đại quan nhân bị cô ta nói chúng trung tâm, có chút ngượng ngùng bật cười. Trần Tuyết nói, chỉ là khi chúng ta xuyên qua, kinh mạch của em bị thương, hiện tại võ công tuy rằng vẫn còn. Nhưng sinh tử ấn thì lại là cũng không thể tu luyện được nữa. Trương Dương nghe cô ta nói như vậy thì không khỏi có chút lo lắng, vậy, nên làm gì bây giờ? Trần Tuyết nói, thật ra với võ công của anh hiện tại, sớm đã thông hiểu đạo lý của Đại Thừa Quyết rồi, tu hành bất kỳ võ công nào đều không cần tốn nhiều sức, tâm pháp của sinh tử ấn em đã viết lại hết, chỉ cần anh tu luyện, tiến cảnh tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh, cách ngày 15 trăng tròn còn nửa tháng nữa. Em nghĩ anh nhất định có thể ở trong khoảng thời gian này đột phá cao tầng nhất của sinh tử ấn. Trương Dương nói, anh nếu cả đời cũng không thể đột phá cao tầng nhất của sinh tử ấn thì phải làm sao? Trần Tuyết thở dài nói, vậy thì chỉ có thể cùng em sống tới cuối đường trong ngôi nhà đá giữa núi rừng hoang vu này thôi. Trương Đại Quan Nhân nói, núi Thanh Đài to lớn như vậy mà chỉ có hai người chúng ta thì chẳng phải là quá tịch mịch ư, không bằng. Trong mắt thằng cha này lộ ra quang mang nóng rực. Trần Tuyết đã biết tâm ý của thằng cha này, mặt đỏ bừng nói, anh muốn thế nào? Em muốn thế nào thì anh sẽ theo thế. Phán đoán của Trần Tuyết đối với Trương Dương không nghi ngờ gì nữa là chính xác, Trương đại quan nhân trong nửa tháng này chuyên chú luyện công, đương nhiên luyện công nhiều cũng không quên triền miên với người yêu. Trần Tuyết tuy rằng tính tình lãnh đạm, nhưng dưới thế công nhiệt tình như lửa và sự mặt dày mày dạn của Trương đại quan nhân, tất nhiên trầm luân hết lần này tới lần khác. Cuối cùng lại tới đêm trăng tròn. Sinh tử ấn của Trương Đại Quan Nhân cũng đã đột phá tầng cao nhất với tốc độ kinh người, trong khoảng thời gian này mặc dù có Trần Tuyết bầu bạn,
nhưng trong lòng Trương Dương cũng không thể vứt bỏ sự vướng bận đối với những hồng nhan chi kỷ kia. Hôm ấy sau khi ăn cơm chiều, Trần Tuyết kéo tay Trương Dương tới sân, nhìn vầng trăng trên không trung, Trần Tuyết nói khẽ anh phải đi rồi. Trương đại quan nhân cho rằng mình nghe lầm, hắn nâng cằm Trần Tuyết lên, chúng ta cùng nhau đi. Trần Tuyết lại lắc đầu, em không đi, em sẽ ở lại đây. Vì sao? Trương Dương ngạc nhiên nói. Trần Tuyết nói, trong hơn 10 năm em tới thế giới đó, Thủy Chung phải sống trong một loại trạng thái bất lực cô độc, em bài xích tất cả chung quanh, Thủy Chung không thể dung nhập với cuộc sống nơi đó, em chờ rất nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được anh xuất hiện, nhưng khi anh xuất hiện ở trước mặt em, anh lại không còn nhận ra em. Bên trong tinh mâu của Trần Tuyết lệ quang nhộn nhạo, cô ta vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Trương Dương, người và người khác nhau, anh có lẽ sẽ không lý giải được vì sao Văn Linh Thủy Chung muốn về lại đây, bởi vì cô ta và em, hai người vĩnh viễn không thể dung nhập với thế giới kia, chỉ có về đây, bất kể phú quý hay nghèo khó, chúng em mới có thể thực sự an tâm. Trương đại quan nhân ôm thân thể mềm mại của Trần Tuyết, em không đi thì anh cũng không đi. Trần Tuyết dịu dàng cười nói, anh khác em, nếu như bảo anh cả đời sống trong hoang sơn dã lĩnh, chỉ sợ sẽ buồn muốn chết. Trương đại quan nhân lắc đầu, anh không sợ buồn, không phải còn có em ở bên anh ư. Về sau chúng ta sẽ sinh hạ ra một đàn con, sẽ càng lúc càng náo nhiệt. Trần Tuyết nói, đừng quên, còn có Yên Nhiên, còn có Mộng Viện, còn có Tần Thanh, còn có nhiều người như vậy đang chờ anh trở về, em đã đáp ứng họ, nhất định sẽ khiến anh về. Trương Dương nói, nhưng... Trần Tuyết đưa cho hắn khối bản dập, giữ cho kỹ, anh nếu như em thì cứ mỗi khi tới đêm trăng tròn, có thể tới đây thăm em, anh là người duy nhất trên đời có thể xuyên qua thời không, quả thực đúng là siêu nhân toàn thiên nhập địa, anh thích náo nhiệt như vậy, cái này cuối cùng cũng có nơi dụng võ rồi. Trương đại quan nhân nói, nhưng, anh hy vọng em ngày ngày đêm đêm đều ở bên cạnh anh. Trần Tuyết nói, lưỡng tình nếu dài lâu, việc gì phải cần sớm tối bên nhau, huống chi tình yêu của chúng ta trải qua tam sinh tam thế, so với bọn họ thì em lời hơn, em không thích bên cạnh anh có quá nhiều nữ nhân, nhưng em không có cách nào thay đổi anh được, ít nhất trong thời không này, em có thể độc hưởng tình yêu của anh, em có phải quá tham lam hay không? Mắt Trương đại quan nhân đã ươn ướt, hắn lắc đầu, ôm chặt lấy Trần Tuyết. Trần Tuyết ghé vào tai hắn, nói, đáp ứng em, đừng có yêu người con gái nào khác ở Triều Tùy, mỗi lần anh tới, chỉ cho phép gặp một mình em thôi. Hốc mắt Trương đại quan nhân đỏ ửng, liên tục gật đầu liên tục gật đầu. Trần Tuyết, Văn Linh, Trương Dương cùng nhau biến mất vào mùng 5 tháng 11, hiện giờ đã chẵn một tháng rồi. Đám con gái Sở Yên Nhiên, Tần Thanh, Kiều Mộng Viện không có ai nguyện ý đi cả, mỗi ngày họ đều tới hố sâu mà lúc trước ba người biến mất để chờ. Trong lòng họ đều tồn tại kỳ vọng đồng dạng, nếu bọn họ biến mất vào đêm trăng tròn, có lẽ, bọn họ cũng sẽ trở về vào ngày này. Tuy rằng trong lòng mỗi người đều có một thanh âm đang nhắc nhở mình, có lẽ Trương Dương vĩnh viễn sẽ không về nữa, nhưng không ai có thể chấp nhận được hiện thực này. Tần Thanh và Sở Yên Nhiên cùng nhau đi dọc theo bờ cát, Sở Yên Nhiên nói, chị Thanh, hôm nay lại là 15 rồi phải không? Tần Thanh gật đầu, mắt đẹp hướng về Dương ở phương xa, có nghĩ tới hay không? Bọn họ có thể vĩnh viễn sẽ không về nữa. Sở Yên Nhiên lắc đầu, em vẫn sẽ chờ đợi. Nói xong câu đó, cô ta vẫn không nhìn được rơi nước mắt, anh ấy vì sao ích kỷ như vậy? Vì sao không nói tiếng nào đã bỏ lại chúng ta mà đi? Em có thể không để ý tới tất cả, em không để ý anh ấy là người cổ đại, cũng sẽ không để ý trong lòng anh ấy có bao nhiêu người, em không để ý anh ấy sẽ biến thành như thế nào, em chỉ muốn anh ấy trở về thôi. Tần Thanh ôm thân thể mềm mại của Sở Yên Nhiên, hai người ôm nhau mà khóc. Kiều Mộng Viện và Hồ Nhân Như ngồi dưới tàng cây, Hồ Nhân Như hỏi, Mộng Viện, nếu như Trương Dương vĩnh viễn không trở về thì cô sẽ thế nào? Kiều Mộng Viện ngẩng đầu nhìn trời, tôi nghĩ, tôi sẽ chờ, chờ tới ngày tôi già đi, cho tới thời khắc tôi không còn nghĩ tới anh ấy nữa. Tạm dừng một chút, cô ta lại nói, tôi nghĩ tôi vĩnh viễn sẽ không quên được. Tôi cũng sẽ không quên. Hồ Nhân Như nói, trên thế giới này không có bất kỳ ai có thể thay thế vị trí của anh ta trong lòng tôi, bất kể anh ấy có còn trở về hay không, tôi chỉ hy vọng, anh ấy sẽ được sống một cách bình an, cho dù là vĩnh viễn ở lại đó. An Ngữ Thần và Kim Mẫn Nhi đứng hai bên, Tiểu Thiên Tứ đang tập tễnh đi trên bờ cát giữa bọn họ, miệng phát ra tiếng cười vui. Kim Mẫn Nhi nói, Trương Dương, nếu như biết con trai của anh ấy đã lớn như vậy, nhất định sẽ rất vui. An Ngữ Thần Dương Dương nói, chỉ sợ anh ấy không được nhìn thấy. Thiên Tứ bổ nhào vào trong lòng cô ta,
tay nhỏ lau nước mắt trên mặt cô ta, bập bẹ nói, mẹ, đừng khóc. An Ngữ Thần nói, Thiên Tứ, qua bên kia chơi đi, mẹ và cô đang nói chuyện. Thiên Tứ gật đầu, cười ha ha chạy tới cồn cát đằng sau. Kim Mẫn Nhi nhìn bóng dáng như quả cầu thịt của Thiên Tứ, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút tiếc nuối, nếu như Trương Dương cũng cho mình một đứa con thì tốt biết mấy. Kim Mẫn Nhi nói, thật ra có chuyện tôi vẫn chưa nói với các cô. An Ngữ Thần nhìn Kim Mẫn Nhi, rõ ràng có chờ mong câu tiếp theo của cô ta. Kim Mẫn Nhi nói, Trần Tuyết chính là Xuân Tuyết Tình. An Ngữ Thần nhíu mày, cái tên Xuân Tuyết Tình này đối với cô ta mà nói thì vô cùng xa lạ, Trương Dương chưa hề nhắc tới với cô ta. Kim Mẫn Nhi nói, Trương Dương nói hắn là người cổ đại, hắn từ triều đại Tùy tới, Xuân Tuyết Tình này là người yêu của hắn ở thời Tùy. Chương 2578, Tam Sinh Tam Thế 4. An Ngữ Thần nghe Kim Mẫn Nhi nói như vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại, chẳng trách tôi cảm thấy Trần Tuyết có chút là lạ. Mẫn Nhi, cô nói Trương Dương và cô ta liệu có phải sẽ ở luôn tại triều đại Tùy không quay lại nữa hay không? Kim Mẫn Nhi thở dài nói, bất kể hắn có về hay không, tôi chỉ hy vọng hắn có thể được sống bình an. An Ngữ Thần nói, anh ấy nếu như bình an thì ở bên kia cũng nhất định sẽ nhớ tới chúng ta có đúng không? Kim Mẫn Nhi trầm mặc không nói gì, nhưng đã bắt đầu khóc. Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của Thiên Tứ, hai người nhìn về phía cồn cát, liền thấy Tiểu Thiên Tứ đang đứng trên cồn cát không nhúc nhích, hai tay nhỏ bé ôm, tựa hồ bị cái gì đó phía trước làm cho sợ ngây người. Tiếng kêu của Thiên Tứ đã kinh động tới mọi người, bọn họ cả đám ùa tới, phải biết rằng Thiên Tứ là nam đinh duy nhất Trương Dương lưu lại, địa vị ở trong lòng họ không tầm thường chút nào. Bên trong hố cát phía trước Thiên Tứ, một nam tử cả người trần truồng nằm ở đó, thằng ôn này xem ra bị ngã tới thất điên bát đảo, trên người trần như nhộng, không phải Trương đại quan nhân thì còn có thể là ai. Hắn xoa xoa đầu tiên nghĩ tới chính là đi tìm bản dập nghịch chuyển càn khôn, lại nhìn thấy bản dập ở ngay dưới chân Thiên Tứ. Thiên Tứ nhìn thấy bản dập thì tưởng là món đồ chơi mới lại, vội khom người nhặt lên. Trương đại quan nhân cười nói, anh bạn nhỏ, đưa vật đấy cho chú đi. Người làm cha như hắn cũng thật là thất bại, không ngờ ngay cả con ruột của mình cũng không nhận ra. Thiên Tứ cho rằng hắn muốn cướp đồ chơi của mình, miệng ngoác ra khóc to, nó cầm bản dập xoay người bỏ chạy. Trương đại quan nhân vừa thấy liền bực mình, hắn cũng chẳng buồn tìm cái gì che thân, đứng dậy đuổi, nhưng lúc này, liền thấy trên cồn cát một đám cô gái xinh đẹp bảo vệ Thiên Tứ. Các cô nhìn thấy Trương Dương trần truồng đột nhiên xuất hiện trước mặt họ thì đều tưởng mình hoa mắt, cố dưỡng dưỡng kêu lên đầu tiên, anh Trương Dương. Trương đại quan nhân cười cười gật đầu, dưỡng dưỡng, thằng ôn này là để chứng minh đầu óc mình vẫn tỉnh táo. Nhưng cố dưỡng dưỡng nghe thấy hắn trả lời, mới ý thức được Trương Dương thực sự đã về, lại nhìn bộ dạng trần truồng của hắn, xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm cái lỗ nẻ mà chui vào, cô ta hét lên một tiếng rồi ôm mặt xoay người lại. Sở Yên Nhiên, Tần Thanh, Kiều Mộng Viện, An Ngữ Thần, cả đám lệ nóng doanh tròng nhìn Trương Dương. Trương đại quan nhân tuy rằng trước giờ luôn là hạng người ra mặt có thể so với tường thành, nhưng dù sao lõa lổ giữa ban ngày ban mặt đứng trước chư vị hồng nhan, thằng ôn này không ngờ vẫn đỏ mặt. Thiên Tứ không biết từ khi nào lẻn tới bên cạnh An Ngữ Thần, nắm tay cô ta nói, mẹ, chim chú ấy sao to thế, vì sao lại còn có nhiều lông như vậy? An Ngữ Thần bật cười đầu tiên, cô ta vừa cười vừa rơi lệ, Tần Thanh cũng cười, Sở Yên Nhiên cũng vừa cười vừa khóc. Trương đại quan nhân ngây ngốc đứng đó, thằng ôn này hai tay ôm chim, vẻ mặt thẹn quá hóa giận, này, mọi người nhìn đủ chưa? Chưa đủ, Sở Yên Nhiên nhìn Trương Dương, bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng hắn, há miệng cắn vào vai hắn một cái, cắn rất mạnh, ngay cả máu cũng ứa ra. Trương đại quan nhân nhịn đau cười nói, nha đầu, hai ta có thủ lớn lắm à, có cần phải ác thế không? Sở Yên Nhiên dưng dưng nói, chính là hận anh đó, hận anh bất chung với em, hận anh bỏ em mà đi, hận anh nói lời mà không giữ lấy lời. Trương đại quan nhân nói, đó không phải là vì tình huống đặc thù ư. Thằng chó Tiêu Quốc Thành đặt bom nổ anh tới thất điên bát đảo, thiếu chút nữa thì mất cả mạng, nếu như không phải hắn gây sự thì hai ta lúc này đã tổ chức hôn lễ ở đây rồi. Sở Yên Nhiên nói, em chả thèm. Trương đại quan nhân nói, đừng nói không thèm, anh cứ dính vào em đấy, em đừng hòng dứt anh ra. Không biết xấu hổ. Nếu mà biết xấu hổ thì đã chả dám yêu Sở đại tiểu thư. Sở Yên Nhiên trừng mắt lườm hắn một cái, anh chẳng lẽ còn chưa rõ, hiện tại anh đã là người chết, ngay cả thân phận cũng bị xóa đi rồi. Trương Dương nói, thứ đó có ăn được không? Chỉ cần anh còn sống,
có giấy chứng minh hay không thì sao? Cùng lắm thì anh ở trên đảo này cưới bọn em một cách phi pháp. Sở Yên Nhiên nhéo lỗ tai hắn, anh đúng là không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, nói đi, anh trong khoảng thời gian này đã hại khuê nữ nhà ai? Trương Đại Quan Nhân nói, đúng là không kịp mà, anh cố nhịn về để hại bọn em. Nam nhân khi cần thiết cứ phải nói mấy câu dối trá, cái đó là nói dối có thiện ý mà. Sở Yên Nhiên đánh vào vai hắn một cái, lần này lại không đành lòng đánh quá nặng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Kiều Mộng Viện đến, Sở Yên Nhiên trên điểm này vẫn có chút rộng lượng, ngay cả bản thân cô ta cũng lấy làm lạ, vì sao mình lại không ghen, có lẽ đã triệt để xác nhận Trương Dương chính là một tên quái vật từ triều đại tùy tới, có lẽ là sau khi trải qua trận sinh tử này, tình cảm của Sở Yên Nhiên đối với Trương Dương đã triệt để thăng hoa. Kiều Mộng Viện tới không phải để tán gẫu ôn chuyện với Trương Dương. Cô ta có chút khẩn trương nói, tôi vừa mới liên hệ với Lệ Phù, nói với cô ta tin tức Trương Dương đã về. Trương Dương mỉm cười nói, cô ta nói thế nào? Kiều Mộng Viện nói, cô ta và Tang Bối Bối đều đang ở Đông Kinh, Giai Đồng tới Đông Kinh, dùng thân phận Nguyên Hòa hạnh tử ngăn cản di sản của gia tộc Nguyên Hòa bị cướp. Sở Yên Nhiên ngạc nhiên nói, quan phương không phải đã tuyên bố tin tức Nguyên Hòa hạnh tử tử vong ư? Kiều Mộng Viện nói, họ muốn báo thù cho Trương Dương. Thiết kế một biểu hiện giả dối là Nguyên Hòa hạnh tử thoát khỏi ngục, chỉ nói là tin Nguyên Hòa hạnh tử đã chết là tin tức giả Quốc An cố ý tiết lộ ra ngoài, trước mắt chị Giai Đồng đang cùng phục bộ Thương Sơn và Bối Bối tới tổng bộ tập đoàn Nguyên Hòa ở Đông Kinh. Trương Đại Quan Nhân không khỏi hít một hơi lạnh, Giai Đồng đi chuyến này, chẳng khác gì dê vào miệng hổ, mục đích cô ta lần này đi nhất định là nhắm vào Tiêu Quốc Thành, cô ta muốn giết chết Tiêu Quốc Thành, đòi lại nợ máu cho mình. Trương Dương cơ hồ trong nháy mắt đã hạ quyết tâm, anh phải lập tức tới Đông Kinh. Sở Yên Nhiên gật đầu nói, Tiêu Quốc Thành này âm hiểm xảo trá, chị Giai Đồng lần này đi báo thù, chỉ sợ đã ôm lòng phải chết, anh hay là mau chóng đi đi, nhất định phải bảo vệ cho chị ấy, tránh để bi kịch phát sinh, nhất thiết phải mang họ bình an trở về. Đông Nam khu Tân Túc Đông Kinh có một tòa kiến trúc như tháp đôi, nơi này là tổng bộ của tập đoàn Nguyên Hòa, hai tòa lầu chính tất cả đều ở tầng 77. Mái nhà kiểu mái hiên cong, phong cách kiến trúc thành trì điển hình của Nhật Bản, giữa hai tòa lầu chính có một hành lang nối liền dài 200 thước, phía dưới hoàn toàn dùng kính chế thành, người đi trên đó như đi trên không trung, nhìn sang hai bên, toàn bộ Đông Kinh đều thu vào trong mắt, mắt vừa hưởng thụ cảnh đẹp, đồng thời tâm lý cũng phải chịu áp lực cường đại của độ cao. Điều này đối với bất kỳ ai cũng đều là một loại khảo nghiệm tâm lý rất lớn. Cố Giai Đồng mặc kimono Nhật Bản màu đen, cùng phục bộ Thương Sơn tới cầu vượt hình vòm. Cô ta lần này tới đã ôm lòng quyết chết, Trương Dương mất tích đã hơn một tháng, cô ta không có lúc nào là không nhớ tới hắn, khác với người khác, Cố Giai Đồng đổ lỗi sự ra đi của Trương Dương lên người mình, nếu như Trương Dương không phải vì mình thì sẽ không một mình mạo hiểm, để rồi rơi vào bẫy của Tiêu Quốc Thành, là mình đã mang tới đau khổ và bất hạnh của nhiều người. Sau khi vụ nổ phát sinh, trí nhớ của Cố Giai Đồng cũng theo đó mà sống lại, cô ta nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ. Nhớ tới những cố sự của mình và Trương Dương. Đối với hồi ức ngọt ngào đã qua, nội tâm của cô ta càng đau khổ và bị dày vò nhiều hơn. Ánh mắt của phục bộ Thương Sơn lộ ra có chút bất an, điều này rất ít xuất hiện trên người y, y nhìn con gái nuôi bên cạnh, nói khẽ Sơn Giã tiên sinh đã tuyên bố cô tử vong, bên trong gia tộc Nguyên Hòa cũng không có bất kỳ ai ủng hộ cô, vì sao cô vẫn kiên trì muốn tới. Cố Giai Đồng nói, chuyện lớn như giao long hội tuyển cử tôi sao có thể không đến. Cho dù chết, dù sao cũng phải cho tôi cơ hội nói lời thật. Người ở bên cạnh giả dạng làm thư ký của Cố Giai Đồng là Tang Bối Bối, cô ta cảnh giác quan sát chung quanh, hành động tối nay bọn họ không hề mang theo bất kỳ công cụ tình báo anh. Trước khi hành động, họ đã ôm ý niệm không thành công cũng thành nhân, căn bản không nghĩ tới có thể sống sót mà ra. Trước khi tiến vào tòa nhà A, mỗi người đều phải đi qua máy kiểm tra, sau khi tiến vào cánh cửa này, không ai được phép mang theo vũ khí. Thông qua kiểm tra, tới thông đạo phía trước, cứ cách mấy bước lại có thể nhìn thấy một gã võ sĩ đứng gác, bọn họ ăn mặc giống như võ sĩ thời kỳ mộ phủ. Trải qua tầng tầng phòng thủ, tới thang máy lên tầng thượng, lúc này mới tới đại sảnh hội nghị họp tối hôm đó. Hai tòa nhà lớn này tuy rằng đều nằm trên danh nghĩa của tập đoàn Nguyên Hòa, nhưng trên thực tế trong tập đoàn Nguyên Hòa chỉ có một ít người có tư cách ra vào nơi này. Đây là một đại sảnh phong cách mộ phủ, là Giao Long Đường, tổng bộ của Giao Long Hội. Tất cả người tới đây đều ngồi trên chiếu. Cố Giai Đồng ngồi xuống vị trí thuộc về tập đoàn Nguyên Hòa, Tang Bối Bối thì đứng phía sau cô ta. Không khí hiện trường vô cùng áp lực, không ai chủ động mở miệng nói chuyện,
tất cả mọi người đều đang lẳng lặng đợi thủ lĩnh đến. Chương 2579, Pháo Hoa 1. Người thừa kế Nguyên Hòa Anh Minh được gia tộc Nguyên Hòa vừa mới chỉ định ngồi ở chỗ không xa phía bên phải Cố Giai Đồng, từ một khắc Cố Giai Đồng đi vào đại sảnh, trong ánh mắt hắn liền dần hiện ra vẻ oán độc vô hạn. Bất kỳ ai khi lợi ích bản thân bị uy hiếp đều sẽ mất chấn định, không lâu sau khi Nguyên Hòa Hạnh Tử bị tuyên bố tử vong. Gia tộc đã quyết định giao đại quyền chấp trưởng gia tộc Nguyên Hòa cho Nguyên Hòa Anh Minh, tối nay vốn là ngày tuyên bố chính thức, nhưng không ngờ Nguyên Hòa Hạnh Tử lại chết đi sống lại một cách ly kỳ như vậy, một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Cái Nguyên Hòa Anh Minh kế thừa chính là tài sản gia tộc Nguyên Hòa Hạnh Tử lưu lại, hiện tại Nguyên Hòa Hạnh Tử còn sống, quyền kế thừa của hắn đã trở thành một lời nói suông. Cố Giai Đồng lạnh lùng nhìn Nguyên Hòa Anh Minh một cái, cô ta không hề lên tiếng nói chuyện. Lúc này Tiêu Quốc Thành cùng một đám nòng cốt của Giao Long hội tiến vào hội trường. Hiện trường lặng ngắt như tờ, vẻ mặt nho nhã dễ thân của Tiêu Quốc Thành trước đây đã mất sạch, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Cố Giai Đồng, khóe môi lộ ra ý cười lãnh khốc, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Hai tay chống vào sườn, cúi người một cái thật sâu, chư vị vất vả rồi. Tiếng Nhật của hắn cực kỳ tiêu chuẩn. Mọi người đồng thời cúi đầu. Tiêu Quốc Thành nói, hôm nay là nghiệp tuyển cử của Giao Long Hội, trước khi bỏ phiếu, tôi trước tiên còn có mấy chuyện muốn tuyên bố. Ánh mắt hắn hướng về phía Cố Giai Đồng, chuyện thứ nhất chính là về phát triển tương lai của tập đoàn Nguyên Hòa. Nguyên Hòa Anh Minh cung kính nói, Sơn Giã Tiên Sinh, tập đoàn Nguyên Hòa chúng tôi về sau nhất định sẽ dưới sự lãnh đạo của Sơn Giã Tiên Sinh tận hết khả năng, tận trung với tổ chức. Lời nói của A Dua của cho còn chưa nói xong thì đã bị Cố Giai Đồng ngắt lời, anh có tư cách gì mà đại biểu cho tập đoàn Nguyên Hòa lên tiếng. Nguyên Hòa Anh Minh tức giận nói, tôi hiện tại mới là tổng tài của tập đoàn Nguyên Hòa. Cố Giai Đồng cười lạnh nói, tôi còn sống. Gia tộc Nguyên Hòa vẫn chưa tới lượt anh lên tiếng, chuyện nội bộ của tập đoàn Nguyên Hòa chúng ta cũng không tới lượt bất kỳ người ngoài nào lên tiếng. Khi cô ta nói, mắt nhìn về phía Tiêu Quốc Thành. Tiêu Quốc Thành không ngờ bật cười. Hắn gật đầu, nói với Nguyên Hòa Anh Minh, anh ra ngoài. Nguyên Hòa Anh Minh cho rằng mình nghe lầm, gì cơ? Ra ngoài, trong thanh âm của Tiêu Quốc Thành tràn ngập hàn ý. Nguyên Hòa Anh Minh không dám làm trái ý tứ của hắn, vội vàng đứng dậy, thấp thỏm lo âu ra ngoài. Đợi cho sau khi hắn rời khỏi, Tiêu Quốc Thành mỉm cười nhìn Cố Giai Đồng, Hạnh Tử, tôi vẫn chưa biết cô làm thế nào mà chết đi sống lại được. Cố Giai Đồng nói, anh nên minh bạch mới đúng chứ? Nếu như tôi cứ như vậy chết đi, chỉ sợ có một số việc mọi người vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Tôi lần này tới, chỉ là để nói rõ ràng một việc, mỗi người đều sẽ chết, nhưng ít ra cũng phải chết một cách minh bạch. Tiêu Quốc Thành gật đầu, cô nói đi. Cố Giai Đồng nhìn mọi người chung quanh, chư vị còn nhớ tôn chỉ của Giao Long Hội không? Tiêu Quốc Thành nhíu mày, hắn bắt đầu cảm thấy Cố Giai Đồng lần này có chút lai giả bất thiện. Cố Giai Đồng nói, tôn chỉ của Giao Long Hội Long Đằng Tứ Hải. Quang Diệu Á Châu. Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì lợi ích của nước Nhật, từ đó mới có lịch sử của Giao Long Hội, chúng ta trước giờ vẫn luôn làm như vậy, song gần đây tôi lại cảm thấy mê man. Cô ta xoay người nhìn về phía Tiêu Quốc Thành, tôi không biết một loạt động tác gần đây của tổ chức là có mục đích gì. Điều tôi nhìn thấy chính là đồng bọn bên cạnh người này nối tiếp người kia bỏ đi. Ở nội địa Trung Quốc, chúng tôi liên tiếp tổn thất mười mấy võ sĩ. Nếu chúng tôi đã lựa chọn Giao Long Hội, lựa chọn cố gắng vì lợi ích của nước Nhật, như vậy chúng tôi không sợ hy sinh, nhưng chúng tôi không muốn chết một cách không minh bạch. Nội địa Trung Quốc là một chiến trường quan trọng nhất của chúng ta, nhưng gần đây đã xảy ra gì? Sơn Giã Nhã Mỹ xảy ra tai nạn ô tô, sinh tử không rõ, đám cốt cán tỉnh Thượng Tĩnh, Trung đảo Xuyên Thái tất cả đều bị quốc an của Trung Quốc khống chế, mà tôi cũng bị người ta lập bẫy, suýt nữa thì chết trong vụ nổ đó. Có thể nói thành quả mà chúng tôi ở Trung Quốc tổ chức hơn 10 năm cơ hồ tan thành mây khói trong nháy mắt. Tôi muốn hỏi một chút, vì sao phát sinh loại tình huống này, xảy ra việc này rốt cuộc là ai nên gánh trách nhiệm đây? Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nói, chẳng lẽ cô không nên chịu trách nhiệm ư? Nếu như không phải cô và Trương Dương xảy ra khúc mắc tình cảm, hắn vốn nên chết ở Tân Hải rồi, làm sao để đến nỗi tạo thành thương vong lớn như vậy cho tổ chức của chúng ta? Cố Giai Đồng nói, những lời này của anh có phải chẳng khác nào đã thừa nhận. Vụ nổ mà tôi phải trải qua ở số 32 đường Minh Khang Đông Giang là kế hoạch của anh hay không? Anh còn nhớ nguyên tắc của tổ chức không? Cho dù tôi vi phạm quy định của tổ chức thì cũng phải trải qua thẩm phán công khai rồi định tội, chứ không phải ám sát người một nhà như anh. Mọi người đã bắt đầu thì thầm nho nhỏ,
nội bộ Giao Long hội có pháp quy nghiêm khắc, nội bộ tổ chức nghiêm cấm ám sát lẫn nhau, nếu như vụ án của Nguyên Hòa Hạnh Tử thực sự là Tiêu Quốc Thành bày ra, như vậy người lãnh đạo đương nhiệm Giao Long hội là hắn hiển nhiên chấp pháp phạm pháp rồi. Cố Giai Đồng nói, Sơn Giã tiên sinh, anh sở dĩ có thể ngồi trên vị trí này, là vì mọi người đề cử anh, 3 năm trước, tôi bỏ phiếu cho anh, hôm nay tôi sẽ không chọn anh nữa. Trong 3 năm anh chấp trưởng Giao Long hội, tôi không nhìn thấy tổ chức có bất kỳ sự phát triển gì, chỉ nhìn thấy máu tanh và giết chóc, nhìn thấy nhân viên bên ta không ngừng hy sinh, nhìn thấy thế lực của bên ta ở nội địa Trung Quốc tháo chạy toàn diện, anh có thể nói cho tôi biết hay không? Thân là lãnh đạo của Giao Long hội, anh có nên gánh vác trách nhiệm này hay không? Tiêu Quốc Thành cười ha ha, nói thật là nhanh mồm nhanh miệng. Nguyên Hòa phu nhân quả nhiên không tầm thường, Tiêu Quốc Thành bỗng nhiên có cảm giác như nhấc đá ném vào chân mình. Năm đó hắn dùng Cố Giai Đồng sắm vai Nguyên Hòa Hạnh Tử, cũng dùng cổ thuật để khống chế duy của cô ta, không chỉ là nhìn chúng tài phú lớn của tập đoàn Nguyên Hòa, còn bởi vì một lá phiếu biểu quyết của tập đoàn Nguyên Hòa, điều này rất quan trọng để hắn đi lên vị trí thủ lĩnh của Giao Long hội. Đối với người khác của Giao Long hội mà nói thì đây luôn là một bí mật, Tiêu Quốc Thành không thể vạch trần chuyện này, nếu như vạch trần, thì có nghĩa là hắn đã nói dối tổ chức, như vậy toàn bộ Giao Long hội sẽ sinh ra nguy cơ tín nhiệm đối với hắn. Đây là việc hắn không dám mạo hiểm. Tiêu Quốc Thành nói, cô đổ lỗi tất cả thất bại ở Trung Quốc lên người tôi, vì sao không tìm nguyên nhân từ bản thân mình? Chương 2580, Pháo Hoa 2. Cố Giai Đồng nói, tìm rồi, trong khoảng thời gian tôi bị quốc an khống chế, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, vì sao hoạt động của chúng ta ở nội địa Trung Quốc lại thất bại nhiều lần như vậy? Vì sao chúng ta lại tổn thất thảm trọng như vậy? Nguyên nhân căn bản đều là vì chúng tôi quá mức tín nhiệm với vị thủ lĩnh là anh, chúng tôi phục tùng chỉ huy của anh một cách vô điều kiện, mà anh là một kẻ tư lợi, liên tiếp đẩy chúng tôi vào khốn cảnh tử vong. Tiêu Quốc Thành tức giận nói, ăn nói bừa bãi, cô căn bản đã bị người Trung Quốc mua chuộc, lôi nữ nhân điên này ra ngoài cho tôi. Lúc này Phục Bộ Thương Sơn ở bên cạnh nói, vì sao không cho cô ta cơ hội nói chuyện, tôn chỉ của Giao Long hội chúng ta không phải bảo đảm mỗi người tiến vào Giao Long đều có cơ hội lên tiếng công bình ư. Nguyên Hòa Hạnh Tử là con gái nuôi của y, Phục Bộ Thương Sơn lên tiếng vì cô ta cũng là đương nhiên. Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nhìn Phục Bộ Thương Sơn, đối phương cũng là một trong những nguyên lão của Giao Long hội, lời nói của y vẫn có chút phân lượng. Lại có một người nói, tôi cảm thấy lời nói của Hạnh Tử quả thực có chút đạo lý, đoạn thời gian gần đây, chúng ta chết thảm trọng, sau lưng một loạt những thất bại này có quan hệ tự nhiên tới chỉ huy của tổ chức. Người nói chuyện là Liễu Sinh Thuần Nhất Lang, trong đoạn thời gian gần đây, nhà Liễu Sinh có thể nói một trong những nhà gặp tổn thất thảm trọng nhất, con trai Liễu Sinh Thuần Nhất Lang Liễu Sinh Nghĩa Phu đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Tiêu Quốc Thành gật đầu, hắn nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Giai Đồng, hắn minh bạch, Nguyên Hòa Hạnh Tử trước mặt mình đã hoàn toàn mất khống chế, đây cũng là sự mê hoặc mà hắn không hiểu, rõ ràng hắn đã gieo cổ độc trong cơ thể Cố Giai Đồng, nhưng vì sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực Chẳng lẽ tình cảm thực sự có thể chiến thắng thuật ư? Cố Giai Đồng như vậy. Ngay cả đệ tử Liễu Đan Thần trung ái nhất của mình cũng như vậy. Cố Giai Đồng nói, cảm ơn các vị trưởng lão đã cho tôi một cơ hội để nói, tôi vô tình đã khiêu chiến quyền uy của Sơn Giã tiên sinh, cống hiến của nhà Sơn Giã đối với Giao Long hội ai ai cũng công nhận, Giao Long hội ở trên tay tiên sinh Sơn Giã Thái Chỉ đã phát triển lớn mạnh, Sơn Giã Thái Chỉ tiên sinh trước lúc lâm chung từng tự tay chỉ định điều lệ của tổ chức, cho tới giờ chúng ta vẫn luôn chấp hành theo, anh tuy rằng là cháu của ông ta. Nhưng cũng phải tuân theo nguyên tắc ở trước mặt hội quy ai ai cũng ngang hàng. Tiêu Quốc Thành cười lạnh nói, tất nhiên là phải theo. Cố Giai Đồng đứng dậy đi tới trung tâm của hội trường, nhìn mọi người chung quanh rồi nói, Sơn Giã tiên sinh có dám công khai thân thế của anh hay không? Sắc mặt Tiêu Quốc Thành chợt biến đổi, hắn tức giận nói, Nguyên Hòa Hạnh Tử, cô quá đáng quá rồi đó. Cố Giai Đồng nói, có gì quá đáng, tôi không hề có ý nghi ngờ thân phận của ngài. Nhưng tôi thủy chung cho rằng, ở trong nội đường Giao Long, mỗi người đều không nên có quá nhiều bí mật, bao gồm cả ngài, anh từ nhỏ lớn lên ở Tiết Gia, anh và Tiết Thế Luân đối với nhau như anh em, mọi người có biết anh vì sao muốn đối phó với Tiết Gia hay không? Chẳng lẽ thực sự chỉ là vì lợi ích của tổ chức, lợi ích của Đại Nhật Bản? Năm đó cha anh bị cha Tiết Thế Luân giết chết, nhưng ông ta đồng thời cũng là dưỡng phụ của anh, nuôi anh nên người, tôi không biết anh rốt cuộc cảm tưởng gì về vị dưỡng phụ này, nếu như anh hận ông ta. Anh vốn có vô số cơ hội giết chết ông ta, nhưng anh thủy chung không làm, lại đối với hận thấu xương đối với vị huynh đệ Tiết Thế Luân này, mọi người cho rằng điều này có phải vô cùng kỳ quái hay không?
Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nói, chuyện cá nhân của tôi không liên quan tới hội nghị hôm nay. Cố Giai Đồng nói, ân oán cá nhân của anh lại vận dụng lực lượng của tổ chức, sao có thể không liên quan? Anh từng bước ép sát, đẩy Tiết Thế Luân vào tuyệt cảnh, nguyên nhân trong đây chỉ có một, Tiết Thế Luân từng đoạt đi nữ nhân anh yêu, anh bởi vậy mà ghi hận trong lòng, cho nên mới không ngừng trả thù hắn, vì thế anh không tiếc vận dụng lực lượng của tổ chức diệt trừ Trương Bích Quân, anh không tiếc tố cáo sự thật phạm tội của Tiết Thế Luân với quốc an, hoàn toàn không để ý tới lợi ích của tổ chức ở nội địa Trung Quốc, tạo thành tổn thất lớn cho tập đoàn Nguyên Hòa. Người tạo thành nhiều thương vong như vậy cho tổ chức. Không phải ai khác mà chính là anh. Tiêu Quốc Thành không thể nhịn được nữa, giận dữ hét, câm mồm. Cô có tư cách gì ở đây khoa tay múa chân, đánh lừa dư luận. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang lại mở miệng nói, Sơn Giã tiên sinh, khuyển tử Liễu Sinh nghĩa phu cho tới bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Nhà Liễu Sinh chúng tôi đối với Giao Long Hội vẫn luôn trung thành và tận tâm và trung thành và tận tâm. Ít nhất cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Lúc trước khi chúng tôi nhập hội, từng thề trước mặt Long Vương, chúng tôi tận trung với Giao Long Hội, thề sống chết bảo vệ lợi ích của Giao Long Hội, nhưng tổ chức cũng phải dùng sự chân thành tương tự đối đãi với chúng tôi. Người tham dự hội nghị ở hiện trường đã bắt đầu dao động, lại có người nói, Sơn Giã tiên sinh, một số việc phát sinh từ nội địa Trung Quốc quả thực rất khó hiểu, chúng tôi ở Bắc Cảng vốn có lợi ích cực lớn, bởi vì ngài ra tay đối với Tiết Thế Luân, mà khiến tổ chức và bản thân chúng tôi chịu tổn thất rất lớn. Xin hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm vì những tổn thất này? Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nhìn Cố Giai Đồng, nữ nhân này so với dự đoán của hắn thì lợi hại hơn rất nhiều, là một tay mình biến cô ta thành Nguyên Hòa Hạnh Tử, mà cô ta hiện tại lại tương kế tự kế, sử dụng quyền lực của Nguyên Hòa Hạnh Tử, cô ta đang cổ động những thành viên khác của Giao Long Hội bức cung mình, mà nay chính là ngày công khai tuyển cử, mình khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, há có thể lật thuyền vào lúc này? Tiêu Quốc Thành nói, Nguyên Hòa Hạnh Tử, tình cảm thì ra thực sự có thể cho khiến một người mất lý trí, cô vì báo thù cho Trương Dương mà không tiếc đổi trắng thay đen, không tiếc yêu ngôn hoặc chúng, cô thực sự khiến tôi rất thất vọng. Cố Giai Đồng bình tĩnh nói, tối nay là ngày bỏ phiếu, tôi tin ánh mắt của mọi người sẽ sáng như tuyết, người nào một lòng vì tư lợi cá nhân, không để ý tới an nguy và lợi ích của tổ chức, mọi người nhất định đã nhìn rõ. Phục Bộ Thương Sơn nói, hôm nay tham dự bỏ phiếu tổng cộng có 15 người. Tiến hành biểu quyết đối với chuyện Sơn Giã Lương Hữu tiên sinh tiếp tục đảm nhiệm thủ lĩnh, vượt quá nửa thì đại biểu Sơn Giã tiên sinh liên nhiệm thành công, nếu như không đạt tới một nửa. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ chọn người khác ở hiện trường trở thành lãnh tụ mới, hiện tại xin giơ tay. Hiện trường lặng ngắt như tờ, qua hơn nửa ngày mới có một người nhấc tay, sắc mặt Tiêu Quốc Thành thay đổi, hắn không ngờ những lời này của Cố Giai Đồng lại mang tới tác dụng phân hóa lớn như vậy. Uy tín của mình trong nội bộ tổ chức gặp phải sự khiêu chiến trước giờ chưa từng có. Cuối cùng lại có một người giơ tay, đến cuối cùng chỉ có hai người này giơ tay, cách một nửa quy định còn quá xa. Chương 2581, Pháo Hoa 3. Phục Bộ Thương Sơn gật đầu với Tiêu Quốc Thành, thật đáng tiếc. Tiêu Quốc Thành bắt đầu ý thức được cuộc bỏ phiếu hôm nay không phải là một mình Cố Giai Đồng đột nhiên làm khó dễ mình, mà là trước chuyện đám người này đã đạt thành ăn ý. Mình đối với phỏng chừng tình thế quá mức lạc quan, mới tạo thành cục diện bị động hiện giờ. Phục Bộ Thương Sơn nói, kế tiếp, chúng ta sẽ tiến hành đề danh biểu quyết thủ lĩnh tân nhiệm. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang nói, tôi đề danh Nguyên Hòa Hạnh Tử. Khi nói y giơ tay lên, sau khi Liễu Sinh Thuần Nhất Lang giơ tay, phía sau lập tức có ba người đồng ý theo. Trong mắt Phục Bộ Thương Sơn lộ ra vẻ vui mừng, y cũng giơ tay, Phục Bộ Thương Sơn và Liễu Sinh Thuần Nhất Lang là hai đại nguyên lão của Giao Long Hội. Bọn họ bình thường tuy rằng rất ít tham gia hoạt động của bang hội, đối với bên ngoài cũng tuyên bố đã rời bỏ, nhưng địa vị trong nội bộ Giao Long Hội của bọn họ vẫn không thể thay thế. Ý kiến của bọn họ đối với hướng gió chỉnh thể thường mang tới tác dụng mấu chốt, bỏ phiếu tán thành nhanh chóng gia tăng đến 11 người. Nói cách khác, Nguyên Hòa Hạnh Tử dùng ưu thế tuyệt đối được chọn làm người lãnh đạo tân nhiệm của Giao Long Hội. Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nhìn Nguyên Hòa Hạnh Tử. Hắn gật đầu, đứng dậy bước xuống vị trí của mình. Hắn thực sự không ngờ lại phát sinh loại tình huống này, quân cờ mình một tay chế tạo không ngờ lại lật đổ mình. Biểu hiện của Tiêu Quốc Thành không ngờ vẫn rất phong độ. Hắn bắt tay Cố Giai Đồng, chúc mừng cô, Nguyên Hòa phu nhân. Trong khoảnh khắc bắt tay, hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt Cố Giai Đồng, cố gắng đánh thức cấm chế cổ độc trong đầu cô ta. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Cố Giai Đồng đứng dậy ngồi xuống vị trí của Tiêu Quốc Thành và cô ta trao đổi vị trí. Cố Giai Đồng nói, cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của mọi người đối với tôi. Lúc này, tôi có vài lời tâm huyết,
Giao Long Hội tồn tại mấy trăm năm, một tổ chức cổ xưa như vậy sở dĩ có thể có sinh mệnh lực ương ngạnh như vậy, là có liên quan tới sự công chính công bình của bản thân tổ chức, cũng có liên quan tới trí tuệ và ánh mắt của người lãnh đạo. Chúng ta phải thay đổi theo thời đại, lịch sử chứng minh, bất kỳ những hành động ngược với thời thế, cuối cùng đều phải tự chịu diệt vong. Tôn chỉ của chúng ta là gì? Long Đằng Tứ Hải, Quang Diệu Châu, cái gọi là Quang Diệu không phải là lấy chiếm lĩnh làm mục đích, thời đại đã khác. Sớm đã không còn là thời đại dùng vũ lực để chứng minh thực lực, Giao Long Hội muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải thích ứng với thời đại này. Phóng mắt khắp thế giới hiện tại, có quốc gia nào mà không cắm đầu vào phát triển kinh tế, lịch sử của Nhật Bản ở thế kỷ 20 cũng chứng minh điểm này, quân Viễn Chinh lúc trước phát động chiến tranh liên tiếp đã mang đến điều gì cho Nhật Bản? Tài phú hay là cường đại? Cố Giai Đồng lắc đầu, không gì cả, cái chúng ta nhận được chỉ là thi thể không thể đếm hết. Hàng xa số cô nhi và quả phụ, cái chúng ta còn lại chỉ là một mảng đất hoang bị đạn hạt nhân đốt cháy. Nếu như xâm lược và chiến tranh có thể phú cường, vì sao không thể được nghiệm chứng trên người tổ tiên chúng ta? Hiện trường lặng ngắt như tờ. Cố Giai Đồng nói, Nhật Bản thực sự bay lên là ở sau thời chiến. Nhân dân của chúng ta thực sự ý thức được cướp đoạt và chiến tranh không thể mang đến phú cường, cuộc sống yên ổn cho quốc gia, thế nên chúng ta mới cắm đầu vào công tác của mình, mới phát hiện sức sáng tạo cường đại của bản thân. Mới phát hiện quốc gia chúng ta thì ra tồn tại tiềm lực to lớn như vậy, quốc gia đã có thể nhìn ra sự thiếu sót của mình, vì sao bang hội của chúng ta lại không thể? Không phải tôi nói chuyện giật gân, hoặc là chúng ta nỗ lực đi thích ứng với thời đại này, hoặc là Giao Long Hội của sẽ bị thời đại này đào thải, bị thế giới này vứt bỏ. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh, cuối cùng Liễu Sinh Thuần Nhất Lang vỗ tay đầu tiên, tiếp theo những người khác cũng bắt đầu vỗ tay, chỉ có Tiêu Quốc Thành vẫn ngồi ở đó. Sắc mặt âm trầm, chung quanh chính là sự rất lớn đối với hắn. Tiêu Quốc Thành chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện cảnh pháo hoa rực rỡ. Một cây pháo hoa bắn thẳng lên trời, cuối cùng nổ vang, trên không Đông Kinh nở rộ pháo hoa vô cùng sáng lạn. Vù, một mũi nỏ tiến bắn về phía trước ngực Cố Giai Đồng, Tang Bối Bối vẫn đứng bên cạnh cô ta vươn tay kéo cô ta sang một bên, nỏ tiến bắn trúng vách tường phía sau, lập tức vỡ tan, gạch ngói văng tứ tung. Theo tiếng nổ này, toàn bộ đại sảnh hội nghị chìm vào một mảng tối đen. Mỹ Huệ Tử đứng trên cầu hình vòm, đao trong tay vẫn duy trì động tác chém xuống, một khối thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống trước mặt cô ta, ánh mắt của cô ta tràn ngập sát khí âm trầm, không lưu lại một ai. Trên mái hiên, mười mấy tên ninja mười mấy tên giống như linh viên dọc theo nóc nhà nghiêng chạy xuống, trong khoảnh khắc rời khỏi nóc nhà đồng thời lăng không bay lên, phía sau bọn họ có dây nối, đung đưa ở trên hư không. Rồi vòng lại bắn tới cửa sổ của tầng cao nhất, trong khoảnh khắc nhảy vào cửa sổ, quay lại một đao cắt đứt dây, thân thể theo quán tính lắc lư nhảy vào trong đại sảnh hội nghị. Hai ninja một trước một sau công kích Liễu Sinh Thuần Nhất Lang, thân hình Liễu Sinh Thuần Nhất Lang lóe sang phải, cánh tay giang ra, hai thanh trường đao sắc bén từ cánh tay và người hắn đi lượt qua, Liễu Sinh Thuần Nhất Lang sau đó kẹp chặt tay, một quyền nện lên mặt tên ninja ở phía trước, sau đó chân trái nhấc lên, đá vào hạ âm tên ninja phía sau. Một quyền một cước khiến hai tên ninja lập tức bị mất mạng. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang mỗi một tay bắt lấy một thanh trường đao, xoẹt một cái hung động giao nhau, cắt đứt đầu hai tên ninja đang chuẩn bị phát động công kích. Bùm một tiếng, trong đại sảnh vốn tối om khói bụi mờ mịt, đầy mùi gai mũi đến cực điểm, Tiêu Quốc Thành nhanh chóng đeo mặt nạ đã chuẩn bị từ trước, rồi từ dưới nách rút súng ra, xuyên qua mặt nọ lắc kính lọc đặc biệt, hắn có thể thấy rõ người bên ta đang phát động ám sát. Trên người bọn họ trên người dấu hiệu huỳnh quang. Một gã nguyên lão thất kinh bỏ chạy về phía ngoài cửa lớn, Tiêu Quốc Thành giơ súng lên nhắm vào hậu tâm hắn, viên đạn qua ống giảm thanh không hề phát ra tiếng động lớn, mùi máu tanh lập tức càng trở nên dày đặc bên trong đại sảnh. Trên cầu vượt hình vòm nối hai tòa NHTPA-B, một chiếc trực thăng nhanh chóng bay xuống, hai sườn cửa máy bay đứng hai tên nam tử mặc kiểu ninja, một người trong đó giơ ngón cái về phía đối phương, tôi tới đại sảnh. Anh phụ trách bên ngoài. Giọng nói này rõ ràng đến từ Trương Dương. Đối phương gật đầu với hắn, hắn không thể ở trong sức gió lớn như vậy mà nói rõ ràng được, chỉ có thể dùng tay để biểu đạt. Nữ lang tóc vàng điều khiển trực thăng chính là Lệ Phù, cô ta tận lực thả chậm tốc độ trực thăng, khi cách cầu vượt hình vòm chừng 10 thước thì Trương Đại Quan Nhân bay lên không, ở trong không trung liên tục xoay người, khi rơi xuống đất thì một đao chém xuống, chẻ đôi tên võ sĩ Nhật Bản trước mặt. Mấy chục ninja áo đen từ tòa nhà B ùa vào cầu vượt hướng, muốn xông về phía tòa nhà đối diện. Nam tử còn lại trên trực thăng cũng bay xuống, hắn nghe thấy giọng nói đứt quãng của Lệ Phù, Liễu Sinh.
chúc anh may mắn, nam tử này chính là Liễu Sinh Nghĩa Phu. Điểm rơi mà nam tử áo đen lựa chọn vô cùng chính xác, khúc cao nhất của cầu hình vòm, hắn quay người chém ngược, cắt cổ tên ninja trước mắt, tên ninja đó lập tức biến thành một khối thi thể không đầu, máu tươi từ trong cái cổ gãy phun ra. Sau khi Liễu Sinh Nghĩa Phu xuất đao thì không hề khựng lại chút nào, thuận thế đâm về phía sau, đâm thủng tin tên ninja đang muốn đánh lén, Liễu Sinh chậm rãi rút đao từ trong thân thể đối phương ra, hai tay giơ cao, thân đao giống như nước thu nhộn nhạo dưới ánh trăng, nhìn võ sĩ từ phía trước lao tới, hắn lạnh lùng nói, tao xem thằng nào muốn chết trước nào. Liễu Sinh Nghĩa Phu đứng ngạo nghễ, rất có thế nhất phu đương quan vạn phu Mạc Khai. Trong đại sảnh hội nghị ở tầng cao nhất đã rơi vào một hồi tàn sát, tuy rằng bên trong đám nguyên lão ở Giao Long đường này cũng có cao thủ, nhưng dưới tình huống mất đi thị giác, chỉ phán đoán bằng thính lực, bọn họ đã hoàn toàn ở trong thế bị động. Tiêu Quốc Thành tuy rằng không ngờ mình trong cuộc bỏ phiếu bại bởi quân cờ là Cố Giai Đồng đột nhiên nổi lên này, nhưng hắn từ lâu đã chuẩn bị vạn vô nhất thất, một khi xuất hiện biến cố, sẽ giết chết tất cả nguyên lão. Phục bộ Thương Sơn cướp được một thanh đao Nhật Bản, giết chết 4 gã ninja ám sát, bảo vệ Cố Giai Đồng, trong lòng y đây chính là cô con gái nuôi Nguyên Hòa Hạnh Tử của mình. Tang Bối Bối và Nguyên Hòa Hạnh Tử hai người chiếu ứng cho nhau, họ cuối cùng vẫn xem nhẹ sự âm ngoan và hung tàn của Tiêu Quốc Thành. Ba người đã bị ép vào trong góc đại sảnh. Một mũi tên nổ vang bên cạnh Tang Bối Bối, sóng khí hất văng cô ta đi, Cố Giai Đồng muốn đi đỡ cô ta dậy thì 4 gã ninja đã nhanh chóng lao tới trước mặt. Hai người vung đao chém tới Cố Giai Đồng, phục bộ Thương Sơn chắn trước mặt Cố Giai Đồng, trường đao giơ ngay cản đao của đối phương. Tuy rằng chặn được thế công của hai người, nhưng Tang Bối Bối cũng bị tách ra. Chương 2582, Pháo Hoa 4. Hai tên ninja còn lại đồng thời giơ đao chém tới Tang Bối Bối. Tang Bối Bối nhắm chặt hai mắt, trong lòng buồn bã, Trương Dương, em có thể đi gặp anh rồi. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy lưỡi đao hạ xuống người mình, bên tai thì nghe thấy tiếng xương gãy, hai tên ninja đó vừa mới giơ đao Nhật Bản lên thì xương cổ đã bị người ta nắm lấy, chính là Trương Đại Quan Nhân vào lúc sinh tử quan đầu đã kịp thời chạy đến, chỉ nhẹ nhàng vuốt một cái đã bóp vỡ xương cổ của đối phương. Tang Bối Bối cảm thấy một bàn tay tóm lấy cánh tay cô ta, kéo cô ta từ dưới đất lên, sau đó nghe thấy giọng nói mộng oanh hồn nhiễu kia, cô bé, em không sao chứ? Tang Bối Bối nước mắt tràn mi, Trương Dương, nghe thấy giọng nói của Trương Dương, cảm thấy hô hấp và tim đập của hắn, Tang Bối Bối biết Trương Dương đã về, hắn cuối cùng cũng đã về. Cố Giai Đồng nghe cũng nghe thấy tiếng gọi này của Tang Bối Bối, sau đó cô ta nghe thấy giọng nói của Trương Dương, Tiêu Quốc Thành, hai ta hãy tính toán món nợ này thôi. Hô hấp của Cố Giai Đồng cơ hồ tạm dừng, nội tâm của cô ta bị hạnh phúc cực lớn bao phủ, loại hạnh phúc này khiến cô ta cơ hồ hít thở không thông. Tiêu Quốc Thành nghe thấy giọng nói của Trương Dương, nội tâm hoảng sợ và kinh hãi tới tột đỉnh, hắn thật sự không thể tưởng tượng, Trương Dương đã được quan phương tuyên bố tử vong sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiêu Quốc Thành thậm chí không hề suy nghĩ đã từ bỏ chống cự, hắn xoay người bỏ chạy ra phía ngoài. Phía sau tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Tiêu Quốc Thành sợ đến nỗi hồn phi phách tán, tuy rằng hắn không thể phán đoán ra tiếng kêu thảm này rốt cuộc đến từ bên ta hay là đối phương, nhưng hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Sự xuất hiện của Trương Dương đã hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc, với vũ lực hiện tại của hắn, đối phó với đám võ sĩ Nhật Bản này quả thực có thể dùng từ chém chuối cắt dưa để hình dung, mấy chục ninja ở trước mặt hắn không ngờ không có sức đánh một hiệp. Trương Đại Quan Nhân để bảo đảm an toàn cho Tang Bối Bối và Cố Giai Đồng. Cho nên trước tiên ở tiến hành một phen tiêu diệt sát trong đại sảnh, sau khi xác định hai người an toàn thì mới tiếp tục truy kích Tiêu Quốc Thành. Điều này đã sáng tạo điều kiện chạy trốn cho Tiêu Quốc Thành. Phương hướng chạy trốn của Tiêu Quốc Thành không phải cầu vượt, hắn từ cửa sau của phòng họp chạy ra, ở đó có một sân bay, một chiếc trực thăng đang chờ xuất phát ở đó. Mỹ Huệ Tử xuất lĩnh hai thủ hạ còn may mắn sống sót chờ đợi trước trực thăng, nhìn Tiêu Quốc Thành chật vật chạy tới, cô ta cũng hiểu rõ tối nay đại thế đã mất. Cô ta lớn tiếng nói, đại ca, chúng ta mau ly khai nơi này. Tiêu Quốc Thành gật đầu, lúc này tiếng kêu đã từ phía sau truyền đến, Mỹ Huệ Tử phất phất tay, hai gã võ sĩ phóng tới lối vào, trong tay bọn họ không phải là võ sĩ đao thông thường, mà là súng tự động cỡ nhỏ, hỏa lực từ nóng súng phát ra, phong tỏa cửa vào. Tiêu Quốc Thành xoay người lại, Mỹ Huệ Tử kéo tay hắn, thúc giục, đại ca, đi thôi. Tiêu Quốc Thành bước lên trực thăng, trong sân bay. Liễu Đan Thần bị trói ngồi ở đó, Tiêu Quốc Thành gật đầu với cô ta, phong cách hành sự của hắn nhất quán là như vậy,
luôn sẽ giữ lại một tấm vương bài trong tay. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, lúc trước hắn sở dĩ mang Liễu Đan Thần đến Nhật Bản, không chỉ là xuất phát từ sự yêu thương đối với cô ta, thật ra ở trong xương tủy là xuất phát từ sự sợ hãi đối với Trương Dương, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được Trương Dương lại chết dễ dàng như vậy. Hiện tại tất cả quả nhiên đã nghiệm chứng. Hai thanh phi đao đột nhiên bắn ra, ngắm vào giữa chón võ sĩ Nhật Bản cầm súng bắn, tiếng súng quàng quạc dừng lại. Trương đại quan nhân xông lên bẫy trực thăng, lúc này trực thăng đã bắt đầu cất cánh, bay lên độ cao chừng 10 thước, Liễu Sinh Nghĩa Phu theo sát phía sau Trương Dương chạy đến. Hai người đều minh bạch nếu như để Tiêu Quốc Thành thoát đi, chỉ sợ về sau muốn bắt hắn sẽ khó như lên trời. Liễu Sinh Nghĩa Phu giơ nỏ bắn dây bắn vào cánh trực thăng, nỏ dây xuyên qua khe hở của thân máy bay và cánh, quay một vòng. Mỹ Huệ Tử giơ súng tự động lên bắn xuống dưới, hỏa lực dày đặc bức Liễu Sinh Nghĩa Phu không thể không vứt bỏ dây thừng, liên tục lăn lộn trên mặt đất để tránh đạn. Trực thăng cuối cùng cũng thuận lợi bay khỏi sân bay, Tiêu Quốc Thành thở phào nhẹ nhõm, cũng không chờ hắn trầm tĩnh lại, liền cảm thấy thân máy bay chấn động, chính là Trương Dương lăng không từ trên sân bay nhảy ra, hai tay tóm chặt lấy sợi dây đó. Mỹ Huệ Tử giơ súng tự động lên, lại phát hiện trong súng đã không còn đạn, cô ta móc súng lục ra, một tay bám lấy cửa khoang, một tay bắn xuống dưới. Trương đại quan nhân trên dây thường giống như linh viên bò lên, dùng dây thừng đong đưa tránh né đạn của Mỹ Huệ Tử trong không trung. Mỹ Huệ Tử liên tiếp bắn trượt, mắt thấy Trương Dương càng lúc càng gần, cô ta rút võ sĩ đao chém dây thừng, bởi vì dòng khí dung chuyển, Mỹ Huệ Tử không thể chém trúng mục tiêu, mũi đao chém vào cánh, lập tức tia lửa bắn ra. Trước mắt lại đột nhiên mất thân ảnh của Trương đại quan nhân, trong lòng Mỹ Huệ Tử ngẩn ra, lại đột nhiên cảm thấy thân đao căng ra, một cỗ đại lực từ phía dưới truyền đến, lôi cả người cô ta ra khỏi cabin. Mỹ Huệ Tử phát ra một tiếng hét hoảng sợ, thân thể của cô ta từ trên cao rơi xuống. Mỹ Huệ Tử, Tiêu Quốc Thành gần như điên cuồng mà hét lên, hắn giơ súng lên xông tới, điên cuồng bắn xuống dưới. Thân hình của Trương Dương lại xuất hiện ở bên kia. Người lái trực thăng vội vàng điều khiển trực thăng hoàn thành động tác nghiêng, ý đồ hất Trương Dương ra khỏi trực thăng. Trương Dương không bị hất xuống khỏi thân máy bay, nhưng Tiêu Quốc Thành bởi vì cú mất cân bằng đột ngột này mà ngã vào trong cabin. Họng súng trong tay mất chính xác, viên đạn không ngờ lệch khỏi quỹ đạo, bắn trúng vào phi công, máu tươi hắt lên kính chắn gió của trực thăng lập tức mất khống chế, xoay tròn rồi lao xuống dưới. Trương đại quan nhân tuy rằng lớn gan, nhưng lúc này cũng không khỏi sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người phía dưới đều đang chú ý tình huống tiến triển trong không trung, liền thấy trực thăng xoay tròn rơi xuống, va lên kính thủy tinh của cầu vượt hình vòm, đầu máy bay chọc thủng kính, hơn phân nửa cabin cắm vào trong. Trương đại quan nhân trong khoảnh khắc phát sinh va chạm, bay vọt ra, hai tay nắm lấy phần đáy của cầu hình vòm. Tiêu Quốc Thành mặt đầy máu, hắn một tay cầm súng, một tay tóm tóc Liễu Đan Thần, lôi cô ta đã ngất từ trước ra khỏi cabin, họng súng chỉ vào huyệt thái dương của Liễu Đan Thần, điên cuồng gầm rú, Trương Dương, mày ra đây, nữ nhân của mày đang ở trong tay tao, thằng con chưa ra tay của mày cũng ở trong tay tao. Đấu với tao à, ta sao để mày tận mắt nhìn thấy chúng chết trước mặt mày. Tiêu Quốc Thành kéo Liễu Đan Thần lui về phía tòa nhà B, bọn họ vừa mới rời khỏi một đoạn thì trực thăng liền nổ tung, sóng khí cực lớn hất Tiêu Quốc Thành và Liễu Đan Thần đi, Liễu Đan Thần trong lần va chạm này đã tỉnh lại. Cầu vượt hình vòm nối hai tòa AB trong vụ nổ đã đứt đôi, trực thăng và cột thép khi bị bốc cháy thì rơi xuống. Liễu Đan Thần nhìn hỏa diễm cháy rực, phát ra tiếng hét thảm tê tâm liệt phế, Trương Dương. Tiêu Quốc Thành cười ha ha, tiếng cười của hắn rất điên cuồng, hắn đã chết rồi. Hắn đã chết, đây là kết cục khi đối nghịch với tao, mày cũng phải chết thôi, mày cũng phải chết. Hắn giơ súng chĩa về phía Liễu Đan Thần. Cố Giai Đồng và Tang Bối Bối ôm nhau, nhìn quả cầu lửa rơi xuống, hai người đều bị cảnh tượng trước mắt khiến cho triệt để ngây ngốc, hạnh phúc đi quá sớm, mà bi thương thì lại tới quá nhanh, khiến họ trở tay không kịp, trong đầu họ trở nên trống rỗng. Liễu Đan Thần lắc đầu, mắt đẹp rưng rưng, bỏ cái tay bẩn của mày ra. Cô ta từng bước đi đến cây cầu. Trong lòng lặng lẽ thì thầm, Trương Dương, em tới đây, em và anh sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cả nhà chúng ta sẽ vĩnh viễn không chia lìa. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Liễu Đan Thần giang tay nhảy xuống, nhưng vào lúc này, một bàn tay thò ra, chuẩn xác bắt được Liễu Đan Thần, thân thể mềm mại của Liễu Đan Thần rung rung giữa không trung, cô ta mở hai mắt, nhìn thấy Trương Dương một tay tóm lấy đoạn cầu gãy, một tay tóm lấy tay cô ta, trên khuôn mặt anh Tuấn Anh theo nụ cười vô hại, con mẹ nó.
Tiêu Quốc Thành tựa hồ từ hai tiếng kinh hô liên tiếp phát ra cảm thấy được gì đó, hắn giơ súng lên bước tới rìa cầu, nhìn thấy tình cảnh phía dưới thì lại giơ tay lên. Đi chết đi thằng chó. Cố Giai Đồng nhấc Phục Hợp cung, cung trong tay căng như trăng tròn, một mũi tên rời cung bay ra, mang theo sự phẫn nộ của cô ta bắn về phía Tiêu Quốc Thành với tốc độ kinh người. Tiêu Quốc Thành nhìn thấy mũi tên bay về phía mình, hắn quay họng súng muốn làm động tác bắn cản, nhưng trước khi hắn hoàn thành động tác, mũi tên đã xuyên thấu ngực hắn, quán tính cường đại kéo thân thể hắn bay về phía sau, hắn trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, khi thân thể hắn còn chưa rơi xuống đất thì tên nổ đã nổ tung, thân thể Tiêu Quốc Thành tứ phân ngũ liệt. Một chiếc pháo hoa từ dưới đất bay lên, cho tới tận điểm cuối, nở rộ bên cạnh Liễu Đan Thần, Trương Dương kéo Liễu Đan Thần, ôm chặt vào lòng, khói lửa trong bầu trời đêm lúc này không ngờ lại rực rỡ và sáng lạn đến vậy. Chương 2583, Lý Tưởng Quốc. Đây là bệnh viện từ thiện thứ 3 ở khu Tạng được chính thức khai trương, An Ngữ Thần và Tần Manh Manh cùng nhau cắt băng cho bệnh viện vùng Tạng, đám nhi đồng Tạng đáng yêu đang tặng khăn ha da trắng phao cho họ. Tần Manh Manh nhìn nụ cười trên mặt mọi người chung quanh, không khỏi nghĩ tới cha mình, cô ta trong lòng lặng lẽ nói cha, cha trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên rồi, con đã dùng tất cả tiền của cha vào sự nghiệp từ thiện, con tin cha nhất định sẽ hiểu cho cách làm của con, cha cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì con. Đồng bào Tạng lại dâng rượu lúa mì thanh khoa lên bọn họ, Tần Manh Manh bưng rượu lúa mì thanh khoa, ngửi thấy mùi rượu là lại buồn nôn, vội vàng chạy sang một bên nôn, nôn ra hai ngụm nước mới cảm thấy thư thái hơn một chút. An Ngữ Thần không yên tâm cho cô ta cũng chạy theo, nhìn thấy bộ dạng của Tần Manh Manh, trong lòng lập tức minh bạch gì đó, trên mặt lộ ra ý cười ý vị thâm trường. Tần Manh Manh thấy nụ cười của An Ngữ Thần, mặt lập tức đỏ ửng, cô ta xấu hổ nói, tôi không có gì đâu, chỉ là không ngửi được mùi rượu. An Ngữ Thần cười nói, tôi minh bạch cả mà, cô và Yên Nhiên giống nhau. Tập đoàn tài chính Benin vừa mới lấy được hai khu đất lớn nhất và hot nhất ở Manhattan. Hôm nay chính thức khởi động lễ đặt móng, Sở Yên Nhiên bởi vì có thai mà phản ứng rất nặng, cho nên lễ đặt móng tất cả do Hồ Nhân Như chủ trì thay cô ta, ngồi dưới bục nhìn Hồ Nhân Như chậm rãi phát biểu trong ánh đèn chói lòa, khóe môi Sở Yên Nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Hồ Nhân Như tới bên cạnh cô ta, cầm tay cô ta nói, sao? Biểu hiện của tôi tạm được chứ? Sở Yên Nhiên nói, chẳng trách Mộng Viện và Giai Đồng đều nói cô là thiên tài thương nghiệp, ở phương diện này tôi thực sự tự thẹn không bằng. Hồ Nhân Như cười nói, tôi hiện tại cuối cùng cũng minh bạch cái gì gọi là phủng sát, đó là vì các cô có việc trong người, trong núi không có hổ, cho nên mới đến lượt con khỉ tôi xưng bá. Sở Yên Nhiên cười nói, đừng quên chúng ta là chị em, cô nếu là khỉ, chúng tôi chẳng phải đều là khỉ cả ư. Có điều xưng vương xưng bá cũng không tới lượt chúng ta, còn có hỗn thế ma vương, chúng ta chỉ có nước ngoan ngoãn nghe lời. Hồ Nhân Như nói, anh ta cũng khỏe thật, nếu như chiều anh ta quen rồi. Chỉ sợ đuôi sẽ vểnh cả lên trời. Sở Yên Nhiên nói, Nhân Như, về sau chuyện của tập đoàn đều nhờ cô vậy. Hồ Nhân Như nói, tôi hiện tại thực sự thành đội viên thành rồi, lúc trước Giai Đồng gặp chuyện không may, tôi tới cứu hỏa cho nhà máy dược, hiện tại cô mang thai, tôi lại phải tới Benin, không giấu gì cô, trong lòng tôi thật sự có chút không yên. Benin là tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, khác với nhà máy dược, tôi dù sao cũng không có kinh nghiệm quản lý một tập đoàn xuyên quốc gia như vậy. Sở Yên Nhiên cười nói, tôi lúc trước cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng bà ngoại giao Benin cho, cô ở thương trường nhiều năm như vậy, so với tôi năm đó khi tiếp nhận Benin thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hồ Nhân Như nói, thật ra Giai Đồng mới là người thích hợp nhất với công tác này. Sở Yên Nhiên nói, chị Giai Đồng phải tiếp tục sắm vai thân phận Nguyên Hòa Hạnh Tử, cô ta hiện tại là thủ lĩnh giao long hội, không chỉ có như vậy, còn trưởng quản tập đoàn Nguyên Hòa, lấy đây ra tinh lực mà quản chuyện bên này. Hồ Nhân Như nói, không phải còn có Mộng Viện ư. Sở Yên Nhiên nói, cô ta và chị Thanh, Hải Tâm đang bận xử lý chuyện của thần miếu đảo. Hồ Nhân Như nói, Yên Nhiên, cô cảm thấy chuyện này có phải có chút viển vông hay không? Sở Yên Nhiên nói, tôi lúc ban đầu cũng cảm thấy chuyện này không chắc, nhưng anh ấy nếu có nhiệt tình lớn như vậy, vậy cứ để anh ấy chơi đi, anh ấy dù sao cũng là người không chịu ngồi yên, nếu thực sự không có gì làm, chỉ sợ rất nhanh sẽ tìm thú chơi mới mẻ khác. Tôi thấy chuyện này rất tốt. Căn cứ vào tình huống tôi bước đầu nắm giữ được thì đã có rất nhiều trưởng môn nhân của tập đoàn tài chính đa quốc gia hy vọng chúng ta có thể thành lập một quốc gia tự do bình đẳng, thuế thấp. Nếu như chuyện này thực sự có thể hoàn thành, tin rằng sẽ hấp dẫn rất nhiều người trở thành nhóm công dân đầu tiên.
Hồ Nhân Như nói, cô không sợ anh ấy chỉ vui trong 3 phút ư? Sở Yên Nhiên cười nói, 3 phút cũng được, 30 năm cũng được, tóm lại anh ấy đối đãi với chúng ta thật tốt là được, muốn chơi gì chúng ta cũng sẽ chơi cùng. Saddam ngồi ở vị trí thống đốc thời gian không dài, nhưng hiện tại đã bắt đầu tính toán tới chuyện tranh cử tổng thống. Trợ lý của hắn dẫn một vị mỹ nữ đông phương cao quý đoan trang đi vào văn phòng thống đốc. Saddam như gió xuân đứng dậy, cười nói, thị trưởng Tần, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp mặt. Người tới chính là Tần Thanh, Tần Thanh mỉm cười bắt tay với Saddam, thống đốc tiên sinh, tôi lần này đến tìm ngài là để chuyển đạt lời thăm hỏi của một vị lão bằng hữu của ngài, thuận tiện bàn một số đề tài mà ngài cảm thấy hứng thú. Saddam nói, lão bằng hữu ư? Tần Thanh lấy di động của mình ra bấm một dãy số rồi đưa cho Saddam. Saddam có chút mê hoặc nhận lấy điện thoại, alo. Đầu kia điện thoại truyền đến một trận cười to sang sảng quen thuộc, thống đốc tiên sinh, không biết ngài còn nhớ tôi không? Saddam ngây ra một thoáng, hắn lập tức từ trong thanh âm phán đoán ra đây là Trương Dương, Saddam có chút bất khả tư nghị chớp chớp mắt, Trương Dương. Ặc, anh không phải đã chết rồi ư? Trương Đại Quan Nhân nói, có kiểu nguyền rủa người ta như vậy à? Lão Sa, người Trung Quốc chúng tôi thường nói một câu, làm người phải có phúc hậu, tôi sống tốt, chỉ chẳng qua là thay đổi cách sống khác thôi, nghe nói anh gần đây đang cân nhắc chuyện lên làm Tổng thống. Saddam cười nói, binh lính không muốn làm tướng quân khẳng định không phải là một binh tốt. Trương Đại Quan Nhân nói, Lão Sa à Lão Sa, khó trách tôi cảm thấy đặc biệt hợp ý với anh, tôi cũng muốn làm Tổng thống một quốc gia đây. Saddam nói, các anh bên kia hình như không gọi là Tổng thống. Các anh đều gọi là chủ tịch nước mà. Hắn nói xong thì cười một tiếng, ở quốc gia các anh làm chủ tịch thì khó khăn hơn so với làm tổng thống ở nước tôi nhiều. Trương Đại Quan Nhân nói, ai nói tôi muốn làm chủ tịch ở đây? Tôi đã bị tuyên bố tử vong rồi, hộ khẩu cũng bị xóa, tôi hiện tại là nhân sĩ, không có quốc tịch. Saddam biểu hiện ra vẻ rất bạn chí cốt, cái này rất đơn giản, Trương Dương, ai ba chúng ta là lão bằng hữu chứ? Tôi làm cho anh cái quốc tịch Mỹ còn không phải là việc rất nhỏ ư, chuyện này cứ để tôi lo. Không cần, tôi không cần phần nhân tình này của anh, lão Sa à, tôi thủy chung cho rằng, trên thế giới này quan hệ vững bền nhất phải thành lập trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Này, anh giúp tôi thuyết phục Liên Hiệp Quốc, tôi muốn thành lập một quốc gia mới, có chủ quyền riêng. Saddam vừa nghe vậy thì hai tròng mắt thiếu chút nữa lồi cả ra, con mẹ nó đúng là người có gan lớn, tiền nhiều, thằng ôn này sao lại dám nghĩ vậy. Hắn liên tục nói, Trương Dương à, chuyện này tôi không giúp được anh rồi, oh my god. Tôi thực sự không giúp được anh. Trương Dương nói, anh đừng vội từ chối, chuyện này không phải tôi nhờ anh, là tôi giúp anh, trên thế giới hiện giờ, còn có chuyện tiền không làm được ư. Tôi cảm thấy không có, anh nếu không giúp tôi việc này thì tôi cũng có thể tìm Tổng thống đương nhiệm, người ta đang mưu cầu được liên nhiệm mà. Saddam chỉ cười. Trương Dương nói, tôi lười nói với anh, cụ thể để Tần Thanh nói. Tôi nói cho anh hay này lão Sa, tôi là nể mặt chúng ta là bạn nên giúp anh tự nghĩ cho kỹ đi. Hắn nói xong thì liền dập máy. Saddam đưa điện thoại di động trả lại cho Tần Thanh, bĩu môi, nhún nhún vai, làm tư thế lực bất tòng tâm, trong lòng thì nghĩ Trương Dương này 10 phần có 9 là điên rồi. Tần Thanh mỉm cười đưa một tờ danh sách cho hắn, Saddam nhìn danh sách bên trên. Tần Thanh nói, nếu như anh có thể làm được chuyện mà Trương Dương nói. Như vậy những người này sẽ trở thành người ủng hộ hữu lực của anh trong cuộc tranh cử, hơn nữa kinh phí tranh cử anh cũng không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Saddam ngây ra một thoáng. Tần Thanh mỉm cười nói, nếu như anh không tin, có thể gọi điện thoại cho từng người để xác nhận, còn nữa, Trương Dương chỉ cho anh một ngày thời gian để suy nghĩ, anh có thể cự tuyệt, anh ấy cũng có thể lựa chọn người khác. Tay Saddam đã run run, cô là nói, đều sẽ ủng hộ tôi. Tần Thanh nói, anh có một ngày thời gian để nghiệm chứng. Rời khỏi văn phòng của Saddam, Thương Hải Tâm một mực ở bên ngoài chờ Tần Thanh đi tới, chị Thanh, như thế nào rồi? Tần Thanh khoác tay cô ta, cùng cô ta đi vào thang máy, mới cười nói, lão hồ ly này, cái hắn thực sự để ý là ngai vàng tổng thống, về phần trên thế giới này có thêm quốc gia nào, bất quốc gia nào thì hắn chẳng thèm bận tâm đâu, huống chi chuyện này không liên quan gì tới lợi ích của nước Mỹ, hắn có lý do gì mà phản đối. Thương Hải Tâm nói, cho dù bên nước Mỹ ủng hộ, có phải vẫn cần trưng cầu sự đồng ý của những quốc gia khác hay không? Tần Thanh nói, Mẫn Nhi đã lo xong chuyện của Nam Triều Tiên rồi, bọn họ sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu ủng hộ. Thương Hải Tâm nói như vậy, chẳng phải là đã là gần xong ư?
Tần Thanh nói, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút. Trương Đại Quan Nhân và Cố Giai Đồng đứng trên cầu vượt hình vòm được tu sửa lại hoàn toàn của tập đoàn Nguyên Hòa, vầng trăng nhô cao, đứng trên cầu hình vòm giống như vươn tay ra là có thể chạm đến sao trên trời. Trương Dương mỉm cười nói, anh một lòng muốn em biến trở về thành Giai Đồng, nhưng em Thủy Chung vẫn cứ muốn sắm vai Nguyên Hòa Hạnh Tử này. Cố Giai Đồng rúc vào trong lòng Trương Dương, em không muốn làm Nguyên Hòa Hạnh Tử đâu, nhưng Lệ Phù và Bối Bối lại muốn em tiếp tục sắm vai này, em nghĩ lại cẩn thận. 3 năm. Chờ qua 3 năm nữa, em có thể triệt để ném hết tất cả, không còn vướng bận gì ở bên anh. Trương Dương nói, có thể đưa Giao Long Hội tới chính đạo, để tránh bọn họ một lần nữa gây nguy hại cho lợi ích của Trung Quốc tuyệt đối là một đại sự có ý nghĩa nhất. Cố Giai Đồng nói, anh không phải muốn thành lập một tiểu quốc gia ư. Trương Đại Quan Nhân kháng nghị, cái gì mà tiểu quốc gia? Tốt xấu gì cũng có hơn 200 km vuông, quốc gia trên thế giới nhỏ hơn còn nhiều lắm. Cố Giai Đồng cười nói, anh đúng là, thực sự coi lập quốc là trò đùa ư. Trương Đại Quan Nhân nói, anh bực lắm nhé, ngay cả loại người như Dương Quảng cũng có thể thống trị quốc gia, anh vì sao không thể. So sánh với hắn, anh miễn cưỡng cũng được coi là anh minh thần võ. Hơn nữa, anh bị gạch hộ tịch Trung Quốc rồi, quốc tịch khác thì anh lại chướng mắt, cho nên chỉ có thể tự mình đối phó, hắc hắc, thôi đừng nói chuyện này nữa, chán lắm. Cố Giai Đồng nói, bất kể anh làm gì em cũng đều ủng hộ anh, đúng rồi, anh gần đây có gặp Dưỡng Dưỡng hay không? Trương Đại Quan Nhân lắc đầu như đánh trống bỏi, em đừng đoán mò, giữa anh và cô ta không có gì. Đã lâu rồi không gặp nhau. Cố Giai Đồng thở dài, em thấy nó đối với anh rất thắm thiết, chỉ sợ cả đời này ngoài anh ra thì không lấy ai. Trương Đại Quan Nhân nói chuyện khác đi, em phải tin nhân cách của anh chứ? Cố Giai Đồng nói, cái khác em có thể tin. Chỉ có mỗi phương diện này là em không tin, anh không phải nói không có gì với Cha Vi, vậy tháng trước anh tới châu Âu, anh nhìn như có 3 ngày 3 đêm ở với cô ta. Da mặt Trương Đại Quan Nhân nóng lên, xấu hổ cười nói, Giai Đồng à, việc này em là nghe ai nói thế? Cố Giai Đồng nói, muốn người không biết thì trừ phi đừng làm, Dưỡng Dưỡng cũng đang học chuyên sâu ở bên đó, anh dám nói với em là không hề gặp nó không? Trương Đại Quan Nhân ho khan một tiếng, à... Tối nay trăng đẹp quá em nhỉ. Cố Giai Đồng biết hắn đang đánh trống lảng, ôm cánh tay hắn, mặt dựa vào vai hắn, nói khẽ Trần Tuyết thực sự ở lại bên đó à? Trương Đại Quan Nhân, nói mỗi người đều có vị trí quen của mình, ví dụ như chị Thanh thích quản lý hành chính, cô ta đối với chuyện lập nước thì rất là ra sức, về sau cô ta chính là Thủ tướng Chính phủ, Hải Tâm chính là người phát ngôn của Quốc vụ Viện, Hiểu Tình là Bộ trưởng Y tế, Hải Lan là Giám đốc Đài truyền hình quốc gia, Hâm Nhan là Bộ trưởng Tuyên truyền. Lệ Phù, Tang Bối Bối thì phụ trách Cục Quốc An, Đan Thần phụ trách Bộ Văn hóa, Nhân Như phụ trách Bộ Tài chính, Tiểu Yêu Hiếu Chiến, để cô ta phụ trách Quốc phòng. Mẫn Nhi thì phụ trách Bộ Ngoại giao. Cố Giai Đồng cười nói, vẫn chưa đâu vào đâu đã liền bắt đầu phong chức rồi, đừng quên Cha Vi. Trương Đại Quan Nhân mặt ửng đỏ, ừ thì miễn cưỡng để cô ta làm bộ tổ chức, ít nhiều chắc cô ta cũng được di truyền chút bản sự của ông già. Cố Giai Đồng nói, Yên Nhiên thì sao? Mộng Viện thì sao? Trương Đại Quan Nhân nói, Yên Nhiên thì cô ta không muốn làm gì đâu, không thích nhất là nghe anh chỉ huy, anh thấy cô ta đặc biệt kiên nhẫn với trẻ con, làm bộ trưởng giáo dục đi. Mộng Viện hắc hắc, cô ta sẽ làm trợ lý cá nhân của anh, đại sự quốc gia tất cả giao cho cô ta và chị Thanh. Cố Giai Đồng nói, anh hình như quên em và Dưỡng Dưỡng rồi. Trương Dương nói, I am chính là đại sứ tại Nhật nhiệm kỳ đầu của nước ta. Cố Giai Đồng không nhịn được bật cười. Nghe hình như cũng có chút thú vị, Dưỡng Dưỡng thì sao? Anh định cho Dưỡng Dưỡng chức quan gì? Trương Dương nói, cô ta có lòng nhân ái đặc biệt, chúng ta thành lập một hội chữ thập đỏ, để cô ta làm thư ký trưởng đi, nhất định sẽ đưa đủ một phần tiền tới tay người cần giúp đỡ. Cố Giai Đồng nói, chuyện này hình như vẫn luôn là Tiểu Yêu và Tần Manh Manh đang làm, em thấy Manh Manh vẫn thích hợp nhất. Trương Đại Quan Nhân nói, vậy Dưỡng Dưỡng làm chủ tịch hội Mỹ Hiệp và ẩm thực đi. Cô bé này thật ra không thích hợp làm quan. Em thấy được, cũng phải cho em gái em một vị trí chứ. Trương Đại Quan Nhân nghe ra ẩn ý trong lời nói của Cố Giai Đồng, trong lòng vừa kinh hỉ vừa xấu hổ, mình có phải quá tham hay không? Thằng ôn này vẫn tính là trước sau như một, không ngờ có thể mặt dày hỏi, vậy, Giai Đồng à, con người anh có phải là hơi tha không? Cố Giai Đồng nói, tham thì không sợ, chỉ sợ vô trách nhiệm, dù sao khẩu vị của anh vẫn luôn rất lớn. Chuẩn bị vất vả cả đời đi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, yên tâm đi, sinh mệnh của anh không chiến đấu thì không ngừng,
nhất định phải sẽ mang tới cho bọn em một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và khoái hoạt. Thật không biết xấu hổ. Trương đại quan nhân nói, anh là người từ triều tùy tới mà, ở thời đại của bọn anh, nếu ai không có ba vợ bốn nàng hầu thì ra ngoài đường ngại chả dám chào hỏi người khác. Cố Giai Đồng nói, em không tin. Không tin à, hôm nào anh dẫn em qua đó du lịch, kiến thức một chút. Tốt, em vừa hay có thể đi thăm Trần Tuyết, xem cô ta ở bên đó sống thế nào. Kiều lão nhìn khối kỳ thạch trước mắt, không khỏi chật chật lấy làm lạ, Mộng Viện, tảng đá này là từ đâu mà có. Kiều Mộng Viện cười nói, có được ngẫu nhiên, tảng đá này nghe nói là Tùy Dương Đế cất giữ ở trong cung, về sau lại lưu lạc trong dân gian, cuối cùng qua tay nhiều người tới một hàng rong, cháu không nhận được hàng, nhưng có một bằng hữu hiểu về cái này, mua tặng lại cho cháu đưa tới cho ông. Kiều lão nói, đúng là không tồi, thoạt nhìn thật sự rất giống một con rồng đang dương nanh múa vuốt. Kiều Mộng Viện nói, ông nội, chuyện mà cháu nói với ông thấy thế nào? Kiều lão nói, sự kiện nào? Kiều Mộng Viện bĩu môi nói, chính là chuyện thần miếu đảo lập nước đó. Kiều lão nói, đúng là biết dày vò, ông trước đây tưởng cháu nói đùa, là thật à? Kiều Mộng Viện nói, đương nhiên là thật rồi. Kiều lão nói, Mộng Viện à Mộng Viện, tảng đá này chính là lễ vật mua chuộc ông già này đúng không? Kiều Mộng Viện xấu hổ nói, ông nội. Tặng ông tảng đá này thực sự không có mục đích khác. Kiều lão cười ha ha, nói khẽ, Mộng Viện, ông nội chỉ muốn hỏi cháu một câu, nếu như đáp án của cháu khiến ông hài lòng, ông sẽ cân nhắc giúp cháu chuyện này. Kiều Mộng Viện gật đầu. Kiều lão nói, tiểu tử đó có phải vẫn còn sống hay không? Kiều Mộng Viện ngây ra một thoáng, sau đó đáp, có người tuy rằng đã chết, nhưng hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng cháu. Kiều lão cười nói, thật ra chuyện như vậy hắn nên đi tìm thủ tướng Văn mới đúng. Kiều Mộng Viện nói, ông nội, bên nước Mỹ đã giải quyết được rồi. Kiều lão nói, bọn họ đương nhiên là giải quyết dễ dàng rồi, chỉ cần đưa tiền, cái gì cũng làm hết. Kiều Mộng Viện lắc lư cánh tay ông ta, ông nội, ông cho cháu một câu trả lời rõ ràng đi, có đáp ứng hay không? Kiều lão nói, dù sao chuyện này cũng không có xung đột tới lợi ích quốc gia, nước Mỹ đã ủng hộ hắn. Cùng lắm thì lần này chúng ta không bỏ phiếu phản đối là được. Kiều Mộng Viện nói, cũng không cho bỏ phiếu trắng. Kiều lão nói, vậy thì cứ phải tán thành à. Cháu có phải còn muốn mời ông tham gia đại điển khai quốc của các cháu không? Kiều Mộng Viện cười nói, ông nội, thật ra anh ấy làm rất nhỏ nhẹ mà. Kiều lão nói, nhỏ nhẹ cái rắm, nếu nhỏ nhẹ thì trên thế giới này sẽ không có ai ầm ĩ cả. La Tuệ Ninh triệt để ngã bệnh, nhìn thần sắc có bệnh của vợ. Văn Quốc Quyền mặt xám xịt, y nắm tay vợ nói khẽ, Tuệ Ninh à, em phải mau đỡ đi, có em, chúng ta mới là gia đình. La Tuệ Ninh lắc đầu, cái nhà này đã sớm tan rồi, Tiểu Linh đi rồi, Hạo Nam thì bị bệnh thần kinh, anh không cần phải quản em nữa, còn có nhiều đại sự như vậy đang chờ anh đi giải quyết cơ mà. Văn Quốc Quyền nói, Tuệ Ninh, anh xin nghỉ rồi, hôm nay anh không đi đâu cả, chỉ ở với em. La Tuệ Ninh nói, không cần làm những cái này vì em, không đáng đâu. Văn Quốc Quyền nắm chặt tay vợ, nói khẽ, đối với anh mà nói thì trên thế giới này thứ chân quý nhất thủy chung là em. Mắt La Tuệ Ninh đỏ lên. Lúc này Kiều Mộng Viện tới thăm La Tuệ Ninh, Văn Quốc Quyền đứng dậy ra ngoài, Kiều Mộng Viện cắm hoa tươi vào bình, nhìn khuôn mặt tiều tụy của La Tuệ Ninh, trong lòng rất đau khổ, cô ta đặt phương thuốc đã kê lên đầu giường, nói khẽ cô La, cô nhất định phải sớm bình phục. La Tuệ Ninh nhìn phương thuốc đó, nhìn thấy chữ viết quen thuộc bên trên. Trong nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lệ nóng doanh tròng. Kiều Mộng Viện gật đầu, cầm tay cô ta, nói khẽ cô La, qua ít hôm nữa, chờ cô khỏe rồi, cháu sẽ dẫn hắn tới thần miếu đảo chơi, được không? La Tuệ Ninh dưng dưng gật đầu. Người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, Trương Đại Quan Nhân cùng Trần Tuyết ngồi dưới ánh trăng ẩm trà, thằng cha này chậm rãi nói, ba hoa trích chòe nghiệp lớn lập quốc của mình, nói đi nói lại vẫn là hy vọng điều này có thể thuyết phục Trần Tuyết về với hắn. Trần Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã tròn tròn, ôn nhu nói, chẳng lẽ anh đến bây giờ vẫn chưa rõ, mỗi người chúng em đều không có hứng thú với cái gọi là quyền lực ư, chúng em chỉ hy vọng có thể được ở bên cạnh người mình yêu là đủ rồi. Trương Đại Quan Nhân nói, anh còn đang hy vọng em sẽ làm giám đốc viện bảo tàng quốc gia. Trần Tuyết nói, em hiện tại rất tốt, hiện tại chỉ muốn lặng lẽ sinh đứa con của mình, anh làm cha thế đã nghĩ ra tên cho con chưa? Trương Đại Quan Nhân nói, em kiên trì ở lại chỗ này, nối dõi tông đường cho anh ở triều Đại Tùy, không bằng bắt đầu từ chữ tông đi, gọi là Trương Xương Tông nhé.
Trần Tuyết mặt mày thất sắc, anh. Sao, Trương Xương Tông không hay à? Trần Tuyết nhìn bộ dạng ngu ngơ của hắn, trong lòng không khỏi thầm than, xem ra hắn thực sự không biết, chẳng lẽ trên đời này lại có việc trùng hợp như vậy, Trương Xương Tông là ai chứ? Chính là nam sủng của nữ hoàng Võ Chiếu, xâm loạn hậu cung đại đường, nếu thực sự là vậy thì phải nghĩ cách để hắn mang đứa nhỏ này đi. Trương Dương nói, tên này không hay à? Hay là chúng ta thay đổi một chút, đúng rồi, dứt khoát gọi là Trương Dịch Chi đi. Trần Tuyết cắn cắn môi, cuối cùng vẫn không nói phá chuyện này, bảo khẽ Trương Dương, hay là nói xem quốc gia của anh chuẩn bị đặt tên là gì đi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, anh nghĩ xong rồi, gọi là Lý Tưởng Quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện.